Bạn có phải là đứa trẻ sợ hãi ẩn sau lớp vỏ trưởng thành? Hành trình vượt qua trầm cảm và những điều không phải ai cũng hiểu. Beth Evans, Trịnh Thu Hành dịch. Lời giới thiệu. Thân chào, cảm ơn bạn đã chọn cuốn sách này. Từ giờ, bạn đã chính thức đặt chân lên con đường thay đổi cuộc đời một cách toàn diện. Tôi đùa đấy. Ôi trời, nếu thế thật thì lại nhảm nhí quá rồi. Đời tôi là một bó tơ vò và tôi thực chẳng có cái vị gì mà đòi đi dạy người khác sống sao cho tốt. Có lẽ bạn cũng giống tôi phần nào. Trưởng thành thật hao tâm tổn sức và khó nhằn. Bạn cứ mãi chật vật tìm kiếm vị trí của mình trong cái thế giới quái quỷ này. Còn bạn bè năm xưa cùng mài đuổi quần ở trường đều đã sắp kết hôn và đang oan oan khoe mẽ trên mạng như mấy kẻ thành công ngạo mạn. Dù họ đúng là như thế thật, vui nhỉ? Có lẽ bạn cũng cảm thấy buồn và lo lắng, bị vây quanh bởi những suy nghĩ như cơn trầm cảm này thật chẳng có điểm dừng. Mình đang cáu giận chả vì lý do gì hết. Đôi khi trên đời chỉ có tivi mới là chân ái mà thôi. Không sao đâu, tôi chắc chắn cũng từng cảm thấy như vậy. Bạn không hề khác thường chút nào đâu. Có lẽ tôi không nắm giữ chìa khóa cho các vấn đề của bạn, những lời khuyên vĩ đại thay đổi cuộc đời hay thực sự hiểu mình đang làm gì. Nhưng tôi rất thành thạo chuyện cố gắng làm người lớn nửa vời. Tôi cũng có một mớ kinh nghiệm đầy nhục nhã, bởi sự hổ thẹn có vẻ là một trong những ưu thế của tôi. Ngoài ra tôi còn bị trầm cảm, lo lắng và dù chính thức trở thành người lớn rồi, nhưng lại không hề cảm thấy thế. Tóm lại là tôi chỉ muốn nói rằng bạn hoàn toàn ổn, và đôi khi chỉ cần ổn thôi đã là quá xịn rồi. Được chứ? Có một nơi địa ngục trần gian mang tên Linking. Trang web này tồn tại với mục đích nham hiểm là để bạn tìm ra những người bạn cùng trường rồi điên cuồng đem so sánh mình với họ. Nơi này đặc biệt hữu dụng vào những đêm đen khi ta quay cuồng trong sự tự ti và cần được nhắc nhở thêm về chuyện mình thực sự thua kém chúng bạn đến thế nào. Ngắm nhìn nơi làm việc hoành tráng của các bạn đồng môn và những mối quan hệ hay ho của họ chính là cú hích nhắc nhở ta về chuyện mình chẳng có mấy thành tựu. Chắc Linkin phải kiếm được hàng triệu đô từ sự bất hạnh của tôi. Tự đem mình ra so sánh với người khác là chuyện tự nhiên ở đời, và tôi làm vậy trên mọi phương diện. Không phải vì tôi không muốn thấy mình hơn người, mà là vì tôi bất an đến thế đấy. Từ những việc nhỏ nhặt nhất như để ý trang phục của các vị khách tại bữa tiệc để đảm bảo trong mình cũng không đến nỗi, đến những chuyện to tát như buồn bực vì cái con bé ngày xưa xấu tính với mình giờ lại kiếm được một công việc sang chẳng. Cảm giác đó tồi tệ gấp bội khi bạn vốn đã cảm thấy mình chẳng bằng ai. Để loại bỏ suy nghĩ đó, ta phải biết tự hào về tất cả những gì ta đã làm được. Mà đôi khi, thành tựu lại chẳng nhiều nhặn như ta mong muốn. Tôi đã lãng phí hàng giờ để kéo màn hình, nhìn chăm chăm vào trang cá nhân của người khác và nhận ra những bức ảnh của họ trông thật ra dáng người lớn biết bao. Sinh viên trường y, giáo viên, sinh viên luật, quả thực họ đã đạt được rất nhiều. Ôi trời, còn nữa, vài người thậm chí còn kết hôn rồi cơ, có gia đình rồi ấy. Sự háo thắng mang theo nỗi đau âm ỉ dần nổi lên, khiến tôi chợt cảm thấy mình không có cách nào so bì được với họ hết. Để có thể tự nhận thấy những tiến triển trong cuộc đời mình là việc vô cùng khó khăn, kể cả khi bạn chẳng buồn tra cứu cuộc đời của người khác trên Internet. Đôi khi, quả thật, tôi còn phải tự chặn họng mình. Nào,
thì đúng họ có sự nghiệp rực rỡ và hàng triệu người bạn đấy. Nhưng mà hôm nay mình đã không khóc ở chỗ đông người còn gì. Thước đo sự tiến bộ của mỗi người mỗi khác. Bạn có cảm thấy vui khi đạt được điều gì đó, dù nó chỉ rất nhỏ bé không? Kìa, thế là có tiến bộ đấy. Và điều đó thật tuyệt. Luôn có ai đó làm tốt hơn bạn, rồi ai đó cũng đang làm tệ hơn bạn. Thật là một vòng tròn cạnh tranh luẩn quẩn thừa thải. Và thi thoảng, một người quen cũ sẽ đăng chuyện đó lên Facebook. Nhưng tin vui là bạn có quyền tạo ra định nghĩa của riêng mình về sự tiến bộ và thành công. Đó có thể chỉ là chuyện tự đi khám bác sĩ hoặc tự thuyết phục mình không lên mạng tra cứu thông tin của người khác. Tiến thêm một bước cũng tốt, lùi lại một bước cũng chẳng chết ai. Đứng vững được trên mặt đất là tuyệt rồi. Có khi còn là một bước tiến lớn ấy chứ. Dù bạn của mẹ bạn có nói gì về con bác ấy đi chăng nữa, thì bạn vẫn sống tốt mà. Bởi vì bạn là chính bạn, và thực sự không có thành công nào đáng giá hơn điều đó đâu. Thỉnh thoảng tôi vẫn băn khoăn không biết liệu mình có bao giờ sẵn sàng làm người lớn không, dù tôi đã ngoài 25 rồi. Hồi đầu, việc trưởng thành giống như một ảo vọng rực rỡ, tự do, tự quyết định mọi thứ. Làm người lớn đáng lẽ phải là một trải nghiệm vui vẻ đầy hứng khởi, nhưng nó lại tồn tại một khía cạnh nhàm chán, luôn làm tôi mất hứng. Cái khía cạnh trần tục đó bao gồm thuế, hóa đơn, dọn dẹp, và tệ hơn cả là các cuộc điện thoại trong bất cứ hoàn cảnh nào. Và gọi điện cho bác sĩ là kinh hoàng nhất luôn. Phải nói chuyện điện thoại với người khác khi không thể thấy phản ứng của họ đã đủ ghê rồi. Đằng này lại còn cả thảo luận thông tin sức khỏe cá nhân nữa. Sao chỉ có việc đó thôi mà tiềm ẩn bao nhiêu nguy cơ thảm họa đến thế? Có lần tôi phải gọi điện cho bác sĩ để đặt lịch hẹn vì một vấn đề tế nhị. Chẳng là tôi đạp xe để rèn luyện thể chất, thế nên khu vực quanh đũng quần của tôi bị đau. Alo? Một giọng nói vang lên từ đầu kia. Tôi căng thẳng đáp lại. Alo? Vấn đề tế nhị lại còn phải giao tiếp với loài người nữa. Hay, rồi tôi nói. Xin chào, tôi muốn đặt lịch hẹn với bác sĩ. Tôi hay đạp xe nên vùng nhạy cảm bị đau. Tôi không chắc như vậy có bình thường không, nhưng tôi cứ đặt lịch khám được không nhỉ? Im lặng. Cô nhầm máy rồi, đây là công ty khác. Làm người lớn không tự nhiên giúp bạn giao tiếp thành thạo với những người lớn khác, đặc biệt là khi bạn mới chân ướt chân ráo bước vào vùng trưởng thành. Nói cho chính xác thì rất nhiều người cực kỳ kém chuyện đó. Làm gì có hướng dẫn hay hội thảo đào tạo chính thống nào đâu. Vì vậy, muốn biết cách làm người lớn, ta chỉ còn cách mắc lỗi thôi. Vâng, chuyện này xấu hổ chết mất. Vâng, bạn nói chuyện chẳng ra đầu ra đuôi gì, nhưng đâu phải chỉ có mình bạn như thế. Tất cả chúng ta đều từng có những hành động và lời nói khiến mình hối tiếc sâu sắc và mong ước dưới đất có cái lỗ để mà chui luôn xuống. Nhưng cũng có đầy lần tôi thành công rực rỡ trong vị trí người lớn. Như đêm giao thừa nọ, các bạn tôi đều đã về quê nghỉ lễ. Chúng tôi ngủ tại nhà Brittany. Gặp lại cả nhà bạn ấy thật vui. Buổi tối nhanh chóng trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến nửa đêm. Mọi người hò reo chúc tụng và chào đón một năm mới. Mắt trĩu xuống, chúng tôi đi tới chỗ mấy cái ghế bành dưới hầm nhà Brittany nằm ngủ. Sáng ra cả lũ đều chếnh choáng. Tôi đã dậy nhưng vẫn còn nằm nhìn chằm chằm lên trần nhà. Là người thức giấc đầu tiên trong những dịp thế này thật khó xử. Rồi Kristen trở mình và hét lớn. Ôi không! Cả đám bật dậy nhìn nó. Sang nha, nhưng sang nha đi. Trên sàn là một con rết dài ngoằng, đen xì, đáng sợ nhất mà chúng tôi từng thấy. Mấy cái chân cứ lẫn hết vào nhau khi con rết hối hả trườn trên thảm. Làm sao bây giờ? Nó to lắm, dẫm thôi không chết đâu. Cả bốn đứa đứng bất động, rồi Brittany nhảy khỏi ghế. Bố ơi!
có con rít khổng lồ dưới hầm. Không gian chìm trong im lặng. Sau đó một âm thanh chói tai vang lên, lằn lòng lóc xuống cầu thang là một bình xịt côn trùng. Bố Brittany nói vọng xuống từ trên tầng: mấy đứa đủ lớn để tự xử lý con rít đó rồi. Từ thời khắc đó, chúng tôi đã trở thành bốn người lớn. Bốn người lớn không biết cách diệt một con rít khổng lồ. Thế là chúng tôi túm tụm lại với nhau đằng sau cái ghế bành và nhìn chăm chăm vào nó. Vì biết rõ mình không thể tiêu diệt con rít, chúng tôi đi đến thống nhất rằng sẽ mặc kệ nó, miễn là nó để cho chúng tôi yên. Đôi khi những việc mà người lớn phải làm đáng sợ lắm, ta chỉ có thể cố gắng tốt nhất có thể thôi. Có những thứ cần đến thời gian, thành thạo thủ tục ngân hàng, biết dự toán thu chi, diệt côn trùng, nhờ đến sự trợ giúp của người khác, đều phải qua vấp ngã nhiều lần mới thành thạo được. Không biết là bao lần cái thẻ của tôi bị từ chối chỉ vì tôi không biết tính toán hay nắm được chính xác số tiền trong tài khoản của mình. Lỗi lầm là một phần tất yếu của cuộc đời trưởng thành. Dù ta vẫn thường nghiễm nhiên coi chuyện làm người lớn là chuyện người khác tự dưng giỏi, là chuyện làm gì có ai giúp được. Thực tế lại thế này, ta mắc lỗi, rồi chính điều đó sẽ dạy chúng ta tránh những lỗi lầm tương tự trong tương lai. Có lẽ giỏi làm người trưởng thành hơn, tức là biết cách kiểm tra sao kê tài khoản, hay chịu khó nghe cho hết hướng dẫn thao tác bấm số trước khi láu tấu kể với người lạ về vấn đề ở hán của mình. Ai cũng đều phải kinh qua những chuyện này. Bình thường ấy mà, bạn vẫn ổn, bạn sẽ làm được thôi. 3. Hiểm họa đường tình. Tôi cứ lây hoay tìm cách kết bạn thôi đã khó lắm rồi, đằng này ta lại phải còn tìm cách hẹn hò nữa. Kiểu như tuyệt, tôi phải làm tất tần tật những điều anh trông đợi ở một người bạn thực thụ. Đã thế lại còn phải coi anh như cái rốn vũ trụ tình cảm của cuộc đời tôi ư? Biết chuyện đó ngốn mất bao nhiêu thời gian không? Mê người nổi tiếng cũng giải quyết được vấn đề trước mắt, nhưng cũng có thể khiến ta cô đơn ra phết đấy. Và tất nhiên phải kể đến một giai đoạn hẹn hò siêu thú vị nữa. Ta chẳng biết mình là gì của nhau, mà còn chưa tính đến chặng đường khó khăn trước đó đâu nhé. Ấn tượng đầu tiên có thể là một mớ lùng bùng vô cùng. Vài năm trước, tôi đã có một buổi hẹn thảm họa xứng đáng làm ví dụ điển hình cho những chông gai của thở hẹn hò ban đầu đầy lúng túng. Tôi quen anh chàng này qua bạn của bạn. Chúng tôi cho nhau số điện thoại và đồng ý đi chơi. Tối hôm đó, chúng tôi gặp nhau ở một nhà hàng bình dân thôi, nhưng tôi căng thẳng đến mức chẳng ăn được gì. Tôi cũng không biết phải nói gì, nhưng những cuộc trò chuyện một một đơn thuần với tôi cũng đủ căng thẳng rồi, chứ đừng nói đến hẹn hò. Hóa ra thế lại hay, vì đối phương rất thích nói về đủ chuyện trên đời. Anh ta sở hữu tinh thần tự luyến khá cao và thích nhận xét mọi thứ. Chúng tôi chẳng có điểm gì hợp cả. Tôi nói mặt trăng thì anh ta nói mặt trời. Tất nhiên đấy là trong trường hợp anh ta chừa dịp cho tôi nói. Nhưng tôi lại không biết kết thúc buổi hẹn kiểu gì cho hợp lý mà không bất lịch sự. Thế là tôi ngồi đơ ra, thỉnh thoảng ậm ừ vài tiếng tỏ vẻ đồng tình. Cuối cùng buổi hẹn cũng đi dần đến hồi kết, và tôi sẽ được về với vùng đất kỳ diệu mang tên ngôi nhà. Thế rồi, ngay khi sự tự do đã nằm ngay trong tầm với, anh ta thốt ra câu nói nghiền nát mọi hy vọng của tôi: cho anh đi nhờ xe nhé. À mà các bạn nhé, bạn chẳng cần phải cho ai đi nhờ xe hết, kể cả khi bạn vừa hẹn hò với họ đi nữa. Nhưng bởi vì tôi còn trẻ và bị bất ngờ, tôi đã nói được. Trong đầu tôi bấy giờ, chỉ nghĩ thế là mình sắp được ra khỏi nhà hàng và tiến về gần nhà hơn. Chúng tôi đi bộ ra xe, rồi lái xe trong yên lặng, cho đến khi anh ta yêu cầu bật nhạc. Chuyện là suốt buổi tối,
tôi đã phải nghe đủ mọi quan điểm về âm nhạc của anh chàng rồi. Tôi đã bị lên lớp về đỉnh cao của âm nhạc thực thụ, nhạc punk và những loại nhạc không đáng nghe, không phải punk. Vì thế không chút do dự, tôi bảo chàng ta lấy đĩa CD ở phía cánh cửa để cho vào máy nghe nhạc. Ngay khi tiếng đàn điện tử dạo đầu bài Tom Sawyer vang lên, người bạn hẹn của tôi đã bị giam cầm trong địa ngục. Người bạn hẹn của tôi đã bị giam cầm trong địa ngục Progressive Rock cho đến khi về tới nhà. Tôi đã phải vận đến album có tầm ảnh hưởng nhất của Rush mang tên Moving Pictures, phát hành năm 1981 làm hình phạt, bởi tôi thừa biết anh ta sẽ thấy khó chịu vô cùng. Chặng đường về quả là kinh khủng với cả hai người, vì phải ngồi gần với người mà mình rõ ràng là không thể ưa nổi. Và anh ta thì vẻ mặt của anh chàng đã nói lên tất cả. Mỗi mét đường dài như cả một cây số. Khi anh ta bước xuống xe, cảm giác nhẹ nhõm bao trùm lấy tôi. Tôi đã nhìn thấy ánh sáng nơi cuối đường hầm. Thế rồi anh ta quay lại nhìn tôi và nói: "Em muốn vào nhà chơi chứ?" Lạy Chúa, tấm khiên rốt rốt của tôi đã hoàn toàn vô hiệu. Anh ta vẫn rất nhiệt tình con cá kình. Tình cảnh thảm khốc này đòi hỏi cách xử lý cũng bi thảm không kém. Tôi bật bài Red Bratinta to hết cỡ và bắt đầu gào lên: "Cái gì cơ? Tôi không nghe thấy anh nói gì." Trong khi khua tay loạn xạ, "Tôi chẳng hiểu anh nói gì cả. Tôi phải đi đây, tạm biệt nhé." Tôi vẫy tay điên cuồng và cao độ tiếng thét của tôi lúc này gần như đồng điệu với giọng ca của Geddy Lee. Tôi vụng về nghiêng người và cố hết sức đóng sầm cửa càng nhanh càng tốt. Anh ta đứng nghệch mặt trước gara, hoang mang tột độ. Tôi lái xe đi không quay đầu ngoảnh lại, để đoạn dạo đầu ông thủ của EEZ dẫn lối về nhà. Chuyện tình cảm vốn đã khó khăn đủ đường rồi, đã thế ta lại còn phải chịu áp lực về việc tạo được ấn tượng ban đầu tốt đẹp và đối mặt với nguy cơ phải hành hạ đối phương bằng nhạc Progressive Rock. Nhưng tình yêu cũng có nghĩa là hiểu rằng mình xứng đáng được yêu thương, cũng như có thể chấp nhận những mặt khác biệt của bản thân. Giống như viên kim cương, nhờ các mặt cắt tinh vi và lấp lánh mà ta có một tổng thể hài hòa đẹp đẽ. Nhìn thấy những mảnh ghép ấy lại với nhau để hoàn thiện một con người cũng chính là tình yêu. Mà khó khăn hơn cả là tự mình nhận ra điều đó ở chính mình. Thời nay, người người đều nghe đến câu hãy biết yêu bản thân. Nó là một phong trào đầy tích cực, khuyến khích chúng ta chấp nhận bản thân hơn. Thế nhưng đối với một số người, đây vẫn là một thử thách thật sự. Tôi vẫn thường tự hỏi những điều như: làm sao tôi, một mớ rác rưởi tồi tệ, có thể tìm thấy trong đống rác là tôi lý do để yêu thương không chỉ bản thân mình mà còn cả người khác? Đó là đòi hỏi cực kỳ khó, đặc biệt là với những người hay tự ti. Với tôi, yêu thương bản thân chỉ đơn giản là nhặt ra một mẩu rác nhỏ từ đống rác là tôi mà mình thực sự yêu thích. Nó không phải là cái gì rộng lớn và to tát như: hôm nay trông mình thật xinh đẹp, hy vọng mọi người cũng nhìn ra điều đó. Nó thường chỉ nhỏ bé và chẳng mấy quan trọng như: mình đã chọn được màu sơn móng tay thật đẹp, hay mình có gu âm nhạc thật xịn mà chẳng ai, đặc biệt là những người mình hẹn hò, có thể hiểu. Chính những điều nhỏ nhặt mà ta thấy đáng yêu ở bản thân sẽ giúp những mảnh ghép khác vào đúng vị trí và ăn khớp với nhau, cuối cùng tạo ra một tổng thể đẹp đẽ. Tất nhiên, sao tránh khỏi những ngày ta chẳng thể yêu thương nổi chính mình, hay cảm thấy như yêu thương bản thân là thử thách làm ta chán nản nhất trên đời. Chúng ta cho phép mình bực bội, khó chịu với người khác đấy thôi. Vậy nên thỉnh thoảng cảm thấy khó chịu với bản thân cũng là lẽ thường tình. Chúng ta sống với bản thân 24/7, như thế là dài quá đi rồi còn gì. Hãy cứ tốt bụng, tử tế và dịu dàng với chính mình và những người xung quanh. Tô một bộ móng đẹp, nghe loại nhạc yêu thích và rồi tất cả sẽ ổn thôi. Hay đại loại thế. Chương 4. Trận đấu thế kỷ.
giữa tôi đối đầu với bộ não của tôi. Không phải lúc nào não bộ cũng là đồng minh đáng tin cậy nhất của chúng ta. Ấy thế mà, nó lại có toàn quyền chỉ đạo cách ta sống mỗi ngày. Não bộ mang đến bao la là căng thẳng, và đôi khi chúng khiến ta cảm thấy sống sót qua một ngày hệt như trận chiến kéo dài bất tận. Với lại, não của tôi ghét tôi thì phải. Thật dị khi cho rằng một cơ quan quan trọng trong cơ thể không ưa gì mình, nhưng tôi thật lòng tin là thế. Chẳng có cơ quan nào liên tục gây rối và làm cho tôi cảm thấy mình rẻ mạt đến như vậy. Nếu bạn chưa biết đến hội chứng lo âu, thì nó khá giống với chuyện bị xô vào mép tường mà không thể kêu lên. Nó lặng lẽ nuốt lấy bạn và cơ thể quyết định phản ứng theo, trong khi mọi lý lẽ bị gạt phăng sang một bên. Điều khó khăn hơn cả là đôi khi hiện tượng này lại xảy ra ở chốn đông người. Bạn không những phải lo cho bản thân mà còn phải tìm cách để không đánh động những người xung quanh. Như cái lần tôi và các bạn đi xem buổi tấu hài của Dylan Moran ở Chicago chẳng hạn. Tham dự các sự kiện kiểu này luôn làm cho tôi lo sợ, cho dù thực lòng tôi rất muốn được vui vẻ. Cảm giác đó bức bối vô cùng. Tôi được đi cùng những người tôi yêu quý này, sắp được xem nghệ sĩ mà tôi thích này. Thế mà tôi chỉ muốn bỏ chạy xa thật xa. Hầu như cả buổi tối tôi chỉ ngồi run rẩy khóc lóc, chỉ mong được trốn khỏi tầm mắt của mọi người. Tôi chắc rằng ai nấy đều nhìn tôi chằm chằm. Thay vì tận hưởng một buổi tối vui vẻ thú vị, tôi chỉ có thể chui vào nhà vệ sinh vì chứng lo lắng của mình. Mãi đến khi buổi biểu diễn bắt đầu, tôi mới thả lỏng được đôi chút. Thế nhưng, dù có cười thành tiếng suốt buổi tấu hài, ruột gan tôi vẫn cứ lững lơ một nỗi sợ. Lo âu là thế lực rất đổi quyền năng. Một khi đã quyết định tấn công, nó sẽ ẩn mình dưới đủ các dạng thức mà thường sẽ là những dạng khiến người ta thối chí. Bất thình lình, bạn chỉ còn biết đến cảm giác sợ sệt và bức bối đơn thuần rền dữ trong mình. Mỗi khi bị chứng lo âu chiếm giữ, tôi lại ám ảnh với việc giữ mọi người xung quanh bình tĩnh. Như thể ngay lúc bắt đầu thấy khó ở, tôi cần phải tập trung vào ai khác, chứ không phải những việc đang diễn ra trong mình. Thứ hay ho nữa đi kèm với chứng lo âu là chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế OCD. Đó là tình trạng xoay quanh các ý nghĩa và hành vi khiến ta cảm thấy căng thẳng. Các suy nghĩ không hay xuất hiện và bạn phải sử dụng các hành động mang tính nghi lễ để có thể vô hiệu hóa chúng. Người ta vẫn cho rằng chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế là một thứ cuốn hút và đáng yêu. Ôi, cậu thích mọi thứ phải theo thứ tự bảng chữ cái và xếp theo màu à? OCD thường là đối tượng của những câu đùa giỡn. Người ta thậm chí còn bán cả sản phẩm chuyên để chơi khăm những người bị hội chứng OCD. Đây cũng là một tính cách được coi là đáng yêu trong các chương trình truyền hình, phim ảnh và sách truyện. Thế nhưng người ta lại không thấy sự khổ sở và nỗi đau thấu tâm can đi kèm với hội chứng này. Tôi phải sống chung với hội chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế từ khi còn rất nhỏ. Và mọi thứ bắt đầu thực sự rối loạn vào khoảng năm tôi học lớp 2. Trên trường, chúng tôi bắt đầu được học về các loại bệnh. Từ đó, trong đầu tôi chỉ nghĩ đến vi khuẩn mà thôi. Bỗng dưng, trông cái gì cũng bẩn. Đêm đêm, tôi cuộn người dưới hàng đóng lớp chăn, co mình lại để tránh đám vi khuẩn mà chắc chắn sẽ chạm tới tôi. Tôi nằm đó hàng giờ lo lắng. Nếu bạn đọc được những dòng nhật ký của tôi vào thời điểm ấy, bạn sẽ thấy tôi viết hết trang này sang trang khác về việc sợ nhiễm bệnh. Chẳng mấy chốc, những nỗi sợ đầy ám ảnh tác động lớn đến cuộc đời tôi. Tôi không thích bắt tay với người khác hay ôm đám bạn cùng lứa. Tôi luôn luôn lo rằng con virus nào đó sẽ bám vào người tôi và bộ não thích ứng với việc này bằng cách cho tôi hàng đống các nghi lễ. Tắt bật đèn trước khi đi ngủ, rửa tay 4 lần, bước qua cửa 2 lần. Làm những việc này, ngươi sẽ được an toàn, mọi người sẽ được an toàn. Khi tôi lớn dần lên, sự căng thẳng cũng tăng dần. Chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế của tôi tiến lên một tầm cao mới.
phòng vệ sinh công cộng trở thành cơn ác mộng, những buổi vũ hội ở trường là nỗi thống khổ, bởi chính bản thân việc khiêu vũ và việc chạm vào người khác. Các nghi lễ hóa giải nỗi sợ bắt đầu vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Có lúc tôi đứng mãi bên công tắc đèn, bật lên, bật xuống trên dưới 50 lần, cho đến khi cảm thấy thật yên tâm. Mọi người bắt đầu để ý đến các thói quen của tôi, còn tôi thì chỉ coi chúng là những hành động kỳ quặc chứ chẳng nghĩ ngợi gì thêm. Không phải tôi muốn làm những việc đó, mà là não bộ bắt tôi thực hiện chúng để được yên ổn. Miễn là tôi không ý kiến gì, biết đâu những người xung quanh cũng sẽ thấy bình thường. Mãi tới khi đã lớn và đi trị liệu, tôi mới nhận ra nó là một vấn đề tâm lý mà tôi có thể từng bước cải thiện. Nếu cố gắng đánh lạc hướng bản thân, tôi cũng kiểm soát được một số hành vi. Thế nhưng lúc này, điều khiến tôi cảm thấy thực sự buồn bã chính là những quan niệm về OCD. Người ta cứ coi đây là một tính cách hay ho, trong khi hoàn toàn mù tịch về chứng lo âu không thể kiểm soát đi kèm với nó. Họ vui vẻ cười đùa về việc phải miết. Họ vui vẻ cười đùa về việc phải miết phẳng cuốn sách. Đúng là OCD quá đi, mà chẳng bao giờ nhận thấy cơn hoảng loạn dai dẳng vì không thể đóng cửa cho đúng, hay những trận khóc òa lúc 2 giờ sáng chỉ vì không thể dọn dẹp nhà tắm cho sạch. Vấn đề của tôi lên tới đỉnh điểm vào bữa sinh nhật của một người bạn. Nhóm chúng tôi đến nhà hàng để ăn tối. Gần cuối bữa, mấy bữa chúng tôi đều cần vào nhà vệ sinh nên cả lũ đi cùng nhau. Vì đã dành vài năm đặc biệt cố gắng để có thể sử dụng nhà vệ sinh công cộng, nên tôi cho rằng sẽ chẳng có việc gì xảy ra hết. Tuy phải đứng xếp hàng một lúc, nhưng chúng tôi có đầy chuyện để nói với nhau, nên tôi đã phớt lờ được phần nào nỗi sợ của mình. Rồi cuối cùng cũng đến lượt tôi vào nhà vệ sinh. Tôi bước vào một buồng và nhận ra mình bắt đầu hoảng loạn. Bụng tôi cuộn lên, ngực tôi thắt lại và tôi bắt đầu hoảng sợ. Đôi khi chẳng dễ gì vứt bỏ những nỗi sợ hãi đã bắt rễ từ lâu. Tôi bước ra và đi sang buồng khác, hy vọng nó đủ sạch theo cái tiêu chuẩn ngớ ngẩn nào đó mà não bộ của tôi đặt ra vào thời điểm ấy. Rồi tôi nghe thấy họ nói với nhau: "Cô gái này, đứng ngay ngoài buồng vệ sinh của tôi, bắt đầu nói về chuyện. Tôi chẳng hiểu sao cô ta lại phải đi tìm buồng khác. Cái buồng lúc đầu có làm sao đâu, chẳng hiểu cô ta bị cái gì." Rồi họ cười phá lên. Tôi ngồi bên trong khóc thầm, bởi vì vào thời khắc đó, mọi nỗ lực của tôi đều trở nên vô nghĩa. Tại sao tôi phải cố gắng cải thiện mình trong khi những người xa lạ, những người phụ nữ trưởng thành hẳn hoi vẫn lôi tôi ra làm trò đùa? Tôi nhất quyết ở yên tại đó cho đến khi chắc chắn họ đã đi khỏi. Đối mặt với chỉ mình chứng lo âu đã đủ khó khăn rồi, cố gắng đối mặt với nó khi người khác chế nhạo bạn còn khó hơn gấp bội. Tìm được điểm cân bằng quả thực là một trận chiến kéo dài từ ngày này qua ngày khác. Đôi khi tôi thấy mình chẳng thể tiếp tục hiên ngang ngẩng cao đầu, nhất là bởi đầu hàng nỗi sợ dễ dàng hơn rất nhiều, dù tôi biết làm vậy chẳng tốt chút nào. Nhưng bạn ơi, mỗi bước chân trên hành trình đánh lùi nỗi sợ hãi tuy có nhỏ bé nhưng đều đáng mừng. Mà kể cả bạn có phải lùi lại một bước thì những nỗ lực từ trước cũng không hề công cốc. Tôi thích coi từng sự kiện đã xảy ra là một trải nghiệm hơn. Phải, trải nghiệm ở nhà hàng đó thật tồi tệ, nhưng nó vẫn là một trải nghiệm, và càng làm nhiều, tôi càng học được nhiều. Quan trọng là bạn không được để chứng lo âu ngăn bạn trải nghiệm cuộc sống. Trong suốt một thời gian dài, tôi đã từ chối thẳng thừng những lời rủ rê đi tới các buổi hòa nhạc hay tấu hài. Nhưng làm vậy lại khiến tôi khó chịu về việc mình đã bỏ lỡ nhiều thứ. Giờ đây, tôi đã trưởng thành hơn trong cách xử lý chứng lo âu. Tôi tham gia các hoạt động và đối mặt với nó. Tôi đã có những đêm đi xem biểu diễn vui vẻ, và tôi đã dùng nhà vệ sinh công cộng mà không gặp vấn đề gì. Những bước đi bé nhỏ, cả tốt lẫn xấu, đều quan trọng trong trận chiến kiểm soát chứng lo âu. Gần đây tôi có đi xem ca nhạc. Nói cho chính xác, đó là buổi hòa nhạc lớn, đích thực đầu tiên của tôi sau nhiều năm. Tôi đã rất hồi hộp,
tôi thấy hồi hộp khi lái xe trên đường, khi đổ xe và cả khi tìm chỗ. Lỡ tôi phát hoảng thì sao? Rồi nôn ra đó thì sao? Rồi khóc nức nở thì sao? Nhưng buổi tối cứ dần trôi và tôi cứ có thêm những khoảnh khắc tuyệt vời. Khi buổi diễn thật sự bắt đầu, tôi đã hò reo cùng đám đông. Tới khoảng giữa buổi, tôi ngộ ra một điều quan trọng. Tôi rất mừng vì đã đến đây. Chương 5. Tình cảm. Chuyển phát nhanh. Cho dù bạn có thoải mái với cảm xúc của mình thế nào đi nữa, thì việc thể hiện chúng đúng cách vẫn là chuyện hoàn toàn khác. Hồi còn nhỏ, tôi đã theo học võ một vài năm. Ban đầu, với tôi, đó là hoạt động ngoài giờ hết sức vui vẻ. Tôi hứng khởi làm quen với người khác, chạy lăng xăng và đấu tay đôi nhẹ nhàng cùng các bạn đồng môn. Thế rồi, giáo viên mới xuất hiện và mọi thứ đều thay đổi. Thầy ấy rất nghiêm túc và đúng kiểu người mà ta hay lập tức nhận ra là đừng hòng dây vào. Tiếng cười vui vẻ trước giờ học biến mất, thay vào đó là những giây phút im lặng, căng thẳng đợi chờ buổi học bắt đầu. May thầy ấy chỉ dạy vài buổi, nên tôi vẫn được thoải mái học cùng các thầy cô cũ. Đây là môn thể thao đề cao kỹ thuật và sự hoàn hảo, mà tôi thì lại không quá xuất sắc. Nhưng tôi vui vẻ nỗ lực. Các thầy cô khác đều kiên nhẫn và sẵn lòng hỗ trợ mỗi khi tôi hoảng loạn. Và tôi cứ thế hoàn thành các cấp học. Đến lúc tôi lên lớp cao cấp, thì thầy giáo khó tính là người duy nhất đứng lớp. Trong khi các thầy cô khác đều ghi nhớ khả năng của từng học viên và chú ý đến điều đó khi giao đấu, thầy thường hạ thủ không chút nể nang. Tất nhiên, thầy không để tôi chịu thương tích thực sự nào cả. Nhưng chuyện một người đàn ông trung tuổi sẵn sàng tấn công mình và chắc chắn sẽ giành phần thắng khiến tôi cảm thấy rất nản lòng. Tôi còn nản hơn gấp bội vì biết thầy sẽ làm tôi khóc. Những tiếng cười đùa khúc khích trước giờ vào lớp đã khiến thầy khó chịu rồi. Tiếng khóc lóc trong giờ còn khiến thầy khó ở hơn. Mà tôi thì thể nào cũng khóc trong các buổi dạy của thầy. Mỗi khi tôi tập với bạn cùng lớp, khổ sở luyện các động tác sao cho chuẩn, thầy sẽ xuất hiện và khiêu khích tôi. Nếu tôi có vẻ căng thẳng, các thầy cô khác thường sẽ làm cho tôi vài giây để bình tâm lại, động viên rằng tôi đang làm tốt và chúng tôi có thể thử lại lần nữa. Nhưng với thầy giáo này thì không. Thay vào đó, ông sẽ nói: "Cô định khóc đấy à?" Rồi nhìn tôi như thể tôi là kẻ gây ra mọi rắc rối trên đời. Và thế là tôi khóc. Phần vì muốn thực hiện các động tác thật chính xác, phần vì tôi sợ khóc đến mức phát khóc luôn. "Muốn khóc thì ra ngoài khóc," thầy nói với vẻ quyền uy, rồi đuổi tôi ra khỏi lớp trước mặt tất cả các bạn. Cái cảm giác phải đợi trong sảnh cùng các phụ huynh khác mới mất mặt làm sao. Lúc đó đáng lẽ tôi phải gắng bình tĩnh lại, nhưng tôi chỉ biết tháo một dây giày vì quá xấu hổ mà thôi. Ít nhất thì việc đó cũng giúp chân tay tôi đỡ thừa thải. Rồi chuẩn như đồng hồ, thầy bước ra sảnh lớn giọng nói: "Nếu trò nghĩ mình đã đủ bình tĩnh thì quay về lớp đi." Quy trình này cứ lặp đi lặp lại. Tôi hoảng loạn, thầy thúc ép, tôi bị đuổi khỏi lớp. Cuối cùng tôi quyết định nghỉ hẳn. Tôi đã phải cố gắng nhiều năm để hoàn thiện các thế võ, kỹ năng phối hợp và ứng biến nhanh. Nhưng bài học lớn nhất tôi rút ra được từ chúng là thể hiện cảm xúc là sai trái và rằng tôi phải hoàn hảo. Không phải tốt, mà là hoàn hảo. Tôi luyện thành thạo kỹ năng kìm nén những cảm xúc khiến bản thân lo lắng và tôi luôn sợ ai đó sẽ bắt gặp tôi đang khóc. Nước mắt trở thành thứ đáng hổ thẹn. Còn khao khát cháy bỏng trong đời tôi là hướng tới sự hoàn hảo trong mọi việc. Tôi bị ám ảnh với ý nghĩ phải hoàn hảo và chôn giấu hết những cảm xúc không vui vẻ. Tôi vẫn sống qua ngày, nhưng không được là chính mình. Tôi thể hiện với thế giới một phiên bản đã được đánh bóng. Chẳng ai có thể thấy những sức mẻ đã ém vào trong. Sống như vậy thật mệt mỏi. Tốt hay xấu, tích cực hay kinh khủng thì cảm xúc vẫn là cảm xúc. Chúng cứ tồn tại dù ta có muốn hay không. Sớm hay muộn, bạn cũng phải đối mặt với chúng. Càng kìm nén chúng,
bạn sẽ chỉ càng khủng hoảng thôi. Thừa nhận cảm xúc chắc chắn không dễ dàng, nhưng đó là việc thiết yếu. Cảm xúc sẽ giúp bạn nhận ra những thứ không ổn, hay giúp bạn vững tin rằng mình đang đi đúng hướng. Càng sớm sống thật với cảm xúc của mình, bạn và chúng sẽ càng mau nhẹ nhõm. Chương 4. Trận đấu thế kỷ. Giữa tôi đối đầu với bộ não của tôi. Không phải lúc nào não bộ cũng là đồng minh đáng tin cậy nhất của chúng ta. Ấy thế mà, nó lại có toàn quyền chỉ đạo cách ta sống mỗi ngày. Não bộ mang đến bao la là căng thẳng, và đôi khi chúng khiến ta cảm thấy sống sót qua một ngày hệt như trận chiến kéo dài bất tận. Với lại, não của tôi ghét tôi thì phải. Thật dị khi cho rằng một cơ quan quan trọng trong cơ thể không ưa gì mình, nhưng tôi thật lòng tin là thế. Chẳng có cơ quan nào liên tục gây rối và làm cho tôi cảm thấy mình rẽ mạc đến như vậy. Nếu bạn chưa biết đến hội chứng lo âu, thì nó khá giống với chuyện bị xô vào mép tường mà không thể kêu lên. Nó lặng lẽ nuốt lấy bạn và cơ thể quyết định phản ứng theo, trong khi mọi lý lẽ bị gạt phăng sang một bên. Điều khó khăn hơn cả là đôi khi hiện tượng này lại xảy ra ở chốn đông người. Bạn không những phải lo cho bản thân mà còn phải tìm cách để không đánh động những người xung quanh. Như cái lần tôi và các bạn đi xem buổi tấu hài của Dylan Moran ở Chicago chẳng hạn. Tham dự các sự kiện kiểu này luôn làm cho tôi lo sợ, cho dù thực lòng tôi rất muốn được vui vẻ. Cảm giác đó bức bối vô cùng. Tôi được đi cùng những người tôi yêu quý này, sắp được xem nghệ sĩ mà tôi thích này. Thế mà tôi chỉ muốn bỏ chạy xa thật xa. Hầu như cả buổi tối tôi chỉ ngồi run rẩy khóc lóc, chỉ mong được trốn khỏi tầm mắt của mọi người. Tôi chắc rằng ai nấy đều nhìn tôi chằm chằm. Thay vì tận hưởng một buổi tối vui vẻ thú vị, tôi chỉ có thể chui vào nhà vệ sinh vì chứng lo lắng của mình. Mãi đến khi buổi biểu diễn bắt đầu, tôi mới thả lỏng được đôi chút. Thế nhưng, dù có cười thành tiếng suốt buổi tấu hài, ruột gan tôi vẫn cứ lững lơ một nỗi sợ. Lo âu là thế lực rất đổi quyền năng. Một khi đã quyết định tấn công, nó sẽ ẩn mình dưới đủ các dạng thức mà thường sẽ là những dạng khiến người ta thối chí. Bất thình lình, bạn chỉ còn biết đến cảm giác sợ sệt và bức bối đơn thuần rền dữ trong mình. Mỗi khi bị chứng lo âu chiếm giữ, tôi lại ám ảnh với việc giữ mọi người xung quanh bình tĩnh. Như thể ngay lúc bắt đầu thấy khó ở, tôi cần phải tập trung vào ai khác chứ không phải những việc đang diễn ra trong mình. Thứ hay ho nữa đi kèm với chứng lo âu là chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế OCD. Đó là tình trạng xoay quanh các ý nghĩa và hành vi khiến ta cảm thấy căng thẳng. Các suy nghĩ không hay xuất hiện và bạn phải sử dụng các hành động mang tính nghi lễ để có thể vô hiệu hóa chúng. Người ta vẫn cho rằng chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế là một thứ cuốn hút và đáng yêu. Ôi, cậu thích mọi thứ phải theo thứ tự bảng chữ cái và xếp theo màu à? OCD thường là đối tượng của những câu đùa giỡn. Người ta thậm chí còn bán cả sản phẩm chuyên để chơi khăm những người bị hội chứng OCD. Đây cũng là một tính cách được coi là đáng yêu trong các chương trình truyền hình, phim ảnh và sách truyện. Thế nhưng người ta lại không thấy sự khổ sở và nỗi đau thấu tâm can đi kèm với hội chứng này. Tôi phải sống chung với hội chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế từ khi còn rất nhỏ. Và mọi thứ bắt đầu thực sự rối loạn vào khoảng năm tôi học lớp 2. Trên trường, chúng tôi bắt đầu được học về các loại bệnh. Từ đó trong đầu tôi chỉ nghĩ đến vi khuẩn mà thôi. Bỗng dưng, trông cái gì cũng bẩn. Đêm đêm tôi cuộn người dưới hàng đóng lớp chăn, co mình lại để tránh đám vi khuẩn mà chắc chắn sẽ chạm tới tôi. Tôi nằm đó hàng giờ lo lắng. Nếu bạn đọc được những dòng nhật ký của tôi vào thời điểm ấy, bạn sẽ thấy tôi viết hết trang này sang trang khác về việc sợ nhiễm bệnh. Chẳng mấy chốc, những nỗi sợ đầy ám ảnh tác động lớn đến cuộc đời tôi. Tôi không thích bắt tay với người khác hay ôm đám bạn cùng lứa.
tôi luôn luôn lo rằng con virus nào đó sẽ bám vào người tôi và bộ não thích ứng với việc này bằng cách cho tôi hàng đống các nghi lễ. Tắt bật đèn trước khi đi ngủ, rửa tay 4 lần, bước qua cửa 2 lần. Làm những việc này, ngươi sẽ được an toàn, mọi người sẽ được an toàn. Khi tôi lớn dần lên, sự căng thẳng cũng tăng dần. Chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế của tôi tiến lên một tầm cao mới. Phòng vệ sinh công cộng trở thành cơn ác mộng. Những buổi vũ hội ở trường là nỗi thống khổ, bởi chính bản thân việc khiêu vũ và việc chạm vào người khác. Các nghi lễ hóa giải nỗi sợ bắt đầu vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Có lúc tôi đứng mãi bên công tắc đèn, bật lên, bật xuống trên dưới 50 lần, cho đến khi cảm thấy thật yên tâm. Mọi người bắt đầu để ý đến các thói quen của tôi, còn tôi thì chỉ coi chúng là những hành động kỳ quặc chứ chẳng nghĩ ngợi gì thêm. Không phải tôi muốn làm những việc đó, mà là não bộ bắt tôi thực hiện chúng để được yên ổn. Miễn là tôi không ý kiến gì, biết đâu những người xung quanh cũng sẽ thấy bình thường. Mãi tới khi đã lớn và đi trị liệu, tôi mới nhận ra nó là một vấn đề tâm lý mà tôi có thể từng bước cải thiện. Nếu cố gắng đánh lạc hướng bản thân, tôi cũng kiểm soát được một số hành vi. Thế nhưng lúc này, điều khiến tôi cảm thấy thực sự buồn bã chính là những quan niệm về OCD. Người ta cứ coi đây là một tính cách hay ho, trong khi hoàn toàn mù tịch về chứng lo âu không thể kiểm soát đi kèm với nó. Họ vui vẻ cười đùa về việc phải miết. Họ vui vẻ cười đùa về việc phải miết phẳng cuốn sách. Đúng là OCD quá đi, mà chẳng bao giờ nhận thấy cơn hoảng loạn dai dẳng vì không thể đóng cửa cho đúng, hay những trận khóc òa lúc 2 giờ sáng chỉ vì không thể dọn dẹp nhà tắm cho sạch. Vấn đề của tôi lên tới đỉnh điểm vào bữa sinh nhật của một người bạn. Nhóm chúng tôi đến nhà hàng để ăn tối. Gần cuối bữa, mấy bữa chúng tôi đều cần vào nhà vệ sinh nên cả lũ đi cùng nhau. Vì đã dành vài năm đặc biệt cố gắng để có thể sử dụng nhà vệ sinh công cộng, nên tôi cho rằng sẽ chẳng có việc gì xảy ra hết. Tuy phải đứng xếp hàng một lúc, nhưng chúng tôi có đầy chuyện để nói với nhau, nên tôi đã phớt lờ được phần nào nỗi sợ của mình. Rồi cuối cùng cũng đến lượt tôi vào nhà vệ sinh. Tôi bước vào một buồng và nhận ra mình bắt đầu hoảng loạn. Bụng tôi cuộn lên, ngực tôi thắt lại và tôi bắt đầu hoảng sợ. Đôi khi chẳng dễ gì vứt bỏ những nỗi sợ hãi đã bắt rễ từ lâu. Tôi bước ra và đi sang buồng khác, hy vọng nó đủ sạch theo cái tiêu chuẩn ngớ ngẩn nào đó mà não bộ của tôi đặt ra vào thời điểm ấy. Rồi tôi nghe thấy họ nói với nhau: "Cô gái này, đứng ngay ngoài buồng vệ sinh của tôi, bắt đầu nói về chuyện. Tôi chẳng hiểu sao cô ta lại phải đi tìm buồng khác. Cái buồng lúc đầu có làm sao đâu, chẳng hiểu cô ta bị cái gì." Rồi họ cười phá lên. Tôi ngồi bên trong khóc thầm, bởi vì vào thời khắc đó, mọi nỗ lực của tôi đều trở nên vô nghĩa. Tại sao tôi phải cố gắng cải thiện mình trong khi những người xa lạ, những người phụ nữ trưởng thành hẳn hoi vẫn lôi tôi ra làm trò đùa? Tôi nhất quyết ở yên tại đó cho đến khi chắc chắn họ đã đi khỏi. Đối mặt với chỉ mình chứng lo âu đã đủ khó khăn rồi, cố gắng đối mặt với nó khi người khác chế nhạo bạn còn khó hơn gấp bội. Tìm được điểm cân bằng quả thực là một trận chiến kéo dài từ ngày này qua ngày khác. Đôi khi tôi thấy mình chẳng thể tiếp tục hiên ngang ngẩng cao đầu, nhất là bởi đầu hàng nỗi sợ dễ dàng hơn rất nhiều, dù tôi biết làm vậy chẳng tốt chút nào. Nhưng bạn ơi, mỗi bước chân trên hành trình đánh lùi nỗi sợ hãi tuy có nhỏ bé nhưng đều đáng mừng. Mà kể cả bạn có phải lùi lại một bước thì những nỗ lực từ trước cũng không hề công cốc. Tôi thích coi từng sự kiện đã xảy ra là một trải nghiệm hơn. Phải, trải nghiệm ở nhà hàng đó thật tồi tệ, nhưng nó vẫn là một trải nghiệm, và càng làm nhiều, tôi càng học được nhiều. Quan trọng là bạn không được để chứng lo âu ngăn bạn trải nghiệm cuộc sống. Trong suốt một thời gian dài, tôi đã từ chối thẳng thừng những lời rủ rê đi tới các buổi hòa nhạc hay tấu hài. Nhưng làm vậy lại khiến tôi khó chịu về việc mình đã bỏ lỡ nhiều thứ. Giờ đây, tôi đã trưởng thành hơn trong cách xử lý chứng lo âu.
tôi tham gia các hoạt động và đối mặt với nó. Tôi đã có những đêm đi xem biểu diễn vui vẻ và tôi đã dùng nhà vệ sinh công cộng và không gặp vấn đề gì. Những bước đi bé nhỏ, cả tốt lẫn xấu, đều quan trọng trong trận chiến kiểm soát chứng lo âu. Gần đây tôi có đi xem ca nhạc. Nói cho chính xác, đó là buổi hòa nhạc lớn, đích thực đầu tiên của tôi sau nhiều năm. Tôi đã rất hồi hộp. Tôi thấy hồi hộp khi lái xe trên đường, khi đổ xe và cả khi tìm chỗ. Lỡ tôi phát hoảng thì sao? Rồi nôn ra đó thì sao? Rồi khóc nức nở thì sao? Nhưng buổi tối cứ dần trôi và tôi cứ có thêm những khoảnh khắc tuyệt vời. Khi buổi diễn thật sự bắt đầu, tôi đã hò reo cùng đám đông. Tới khoảng giữa buổi, tôi ngộ ra một điều quan trọng. Tôi rất mừng vì đã đến đây. Chương 5. Tình cảm chuyển phát nhanh. Cho dù bạn có thoải mái với cảm xúc của mình thế nào đi nữa, thì việc thể hiện chúng đúng cách vẫn là chuyện hoàn toàn khác. Hồi còn nhỏ, tôi đã theo học võ một vài năm. Ban đầu, với tôi, đó là hoạt động ngoài giờ hết sức vui vẻ. Tôi hứng khởi làm quen với người khác, chạy lăng xăng và đấu tay đôi nhẹ nhàng cùng các bạn đồng môn. Thế rồi, giáo viên mới xuất hiện và mọi thứ đều thay đổi. Thầy ấy rất nghiêm túc và đúng kiểu người mà ta hay lập tức nhận ra là đừng hòng dây vào. Tiếng cười vui vẻ trước giờ học biến mất. Thay vào đó là những giây phút im lặng, căng thẳng đợi chờ buổi học bắt đầu. May thầy, thầy ấy chỉ dạy vài buổi, nên tôi vẫn được thoải mái học cùng các thầy cô cũ. Đây là môn thể thao đề cao kỹ thuật và sự hoàn hảo, mà tôi thì lại không quá xuất sắc. Nhưng tôi vui vẻ nỗ lực. Các thầy cô khác đều kiên nhẫn và sẵn lòng hỗ trợ mỗi khi tôi hoảng loạn. Và tôi cứ thế hoàn thành các cấp học. Đến lúc tôi lên lớp cao cấp, thì thầy giáo khó tính là người duy nhất đứng lớp. Trong khi các thầy cô khác đều ghi nhớ khả năng của từng học viên và chú ý đến điều đó khi giao đấu, thầy thường hạ thủ không chút nể nang. Tất nhiên, thầy không để tôi chịu thương tích thực sự nào cả. Nhưng chuyện một người đàn ông trung tuổi sẵn sàng tấn công mình và chắc chắn sẽ giành phần thắng khiến tôi cảm thấy rất nản lòng. Tôi còn nản hơn gấp bội vì biết thầy sẽ làm tôi khóc. Những tiếng cười đùa khúc khích trước giờ vào lớp đã khiến thầy khó chịu rồi. Tiếng khóc lóc trong giờ còn khiến thầy khó ở hơn, mà tôi thì thể nào cũng khóc trong các buổi dạy của thầy. Mỗi khi tôi tập với bạn cùng lớp, khổ sở luyện các động tác sao cho chuẩn, thầy sẽ xuất hiện và khiêu khích tôi. Nếu tôi có vẻ căng thẳng, các thầy cô khác thường sẽ làm cho tôi vài giây để bình tâm lại, động viên rằng tôi đang làm tốt và chúng tôi có thể thử lại lần nữa. Nhưng với thầy giáo này thì không. Thay vào đó, ông sẽ nói: "Cô định khóc đấy à?" Rồi nhìn tôi như thể tôi là kẻ gây ra mọi rắc rối trên đời. Và thế là tôi khóc. Phần vì muốn thực hiện các động tác thật chính xác, phần vì tôi sợ khóc đến mức phát khóc luôn. "Muốn khóc thì ra ngoài khóc," thầy nói với vẻ quyền uy, rồi đuổi tôi ra khỏi lớp trước mặt tất cả các bạn. Cái cảm giác phải đợi trong sảnh cùng các phụ huynh khác mới mất mặt làm sao. Lúc đó đáng lẽ tôi phải gắng bình tĩnh lại, nhưng tôi chỉ biết tháo một dây giày vì quá xấu hổ mà thôi. Ít nhất thì việc đó cũng giúp chân tay tôi đỡ thừa thải. Rồi chuẩn như đồng hồ, thầy bước ra sảnh lớn giọng nói: "Nếu trò nghĩ mình đã đủ bình tĩnh thì quay về lớp đi." Quy trình này cứ lặp đi lặp lại. Tôi hoảng loạn, thầy thúc ép, tôi bị đuổi khỏi lớp. Cuối cùng tôi quyết định nghỉ hẳn. Tôi đã phải cố gắng nhiều năm để hoàn thiện các thế võ, kỹ năng phối hợp và ứng biến nhanh. Nhưng bài học lớn nhất tôi rút ra được từ chúng là thể hiện cảm xúc là sai trái và rằng tôi phải hoàn hảo. Không phải tốt, mà là hoàn hảo. Tôi luyện thành thạo kỹ năng kìm nén những cảm xúc khiến bản thân lo lắng và tôi luôn sợ ai đó sẽ bắt gặp tôi đang khóc. Nước mắt trở thành thứ đáng hổ thẹn. Còn khao khát cháy bỏng trong đời tôi là hướng tới sự hoàn hảo trong mọi việc. Tôi bị ám ảnh với ý nghĩ phải hoàn hảo và chôn giấu hết những cảm xúc không vui vẻ.
tôi vẫn sống ban ngày, nhưng không được là chính mình. Tôi thể hiện với thế giới một phiên bản đã được đánh bóng. Chẳng ai có thể thấy những sức mẻ đã ém vào trong. Sống như vậy thật mệt mỏi. Tốt hay xấu, tích cực hay kinh khủng thì cảm xúc vẫn là cảm xúc. Chúng cứ tồn tại dù ta có muốn hay không. Sớm hay muộn, bạn cũng phải đối mặt với chúng. Càng kìm nén chúng, bạn sẽ chỉ càng khủng hoảng thôi. Thừa nhận cảm xúc chắc chắn không dễ dàng, nhưng đó là việc thiết yếu. Cảm xúc sẽ giúp bạn nhận ra những thứ không ổn, hay giúp bạn vững tin rằng mình đang đi đúng hướng. Càng sớm sống thật với cảm xúc của mình, bạn và chúng sẽ càng mau nhẹ nhõm. Giấc ngủ là cái chết nhất thời. Hôm đó, nhà tôi ăn mừng tôi tốt nghiệp trung học. Đáng lẽ đó phải là ngày hạnh phúc nhất quãng đời học sinh của tôi. Thế mà khi đứng ở sân sau, nhìn mọi người cười nói và tán gẫu về cuối năm học, tôi chợt cảm thấy trong lòng trùng xuống. Chỉ thế thôi sao? Thế này là tốt nhất rồi ư? Sao mọi thứ lại tồi tệ đến thế này? Tôi vẫn luôn là học sinh khá, chăm chỉ nộp bài đầy đủ, ôn tập trước mỗi lần kiểm tra và lúc nào cũng phấn đấu học hành cho tốt nhất. Mơ ước bao lâu của tôi là trở thành y tá. Kể từ khi còn bé, tôi đã thích chăm chút đám thú bông và chữa đủ bệnh cho chúng. Tôi mơ về cái ngày tôi được thực sự làm công việc đó. Dù không đứng đầu lớp và chắc chắn có những lúc khá chật vật, nhưng tôi học hành cũng ổn và luôn giữ bản thân đi đúng hướng. Nhưng đến trung học, mọi thứ bắt đầu lung lay. Tôi phải vật lộn ở trường, điểm môn toán tụt hẳn và các buổi phụ đạo cũng không thể giúp tôi bắt kịp chương trình. Tôi vẫn khăng khăng muốn trở thành y tá nên đã đăng ký mọi lớp liên quan đến y học. Tôi nhận tình nguyện ở bệnh viện địa phương, làm việc ở cửa hàng lưu niệm và đi giao hàng. Mỗi khi khoác lên người chiếc áo khoác tình nguyện, tôi lại được nhắc nhở rằng mình đã đến gần hơn với ước mơ đó. Tôi ép mình học chăm hơn nữa, làm thêm bài tập toán trước khi đến trường và trong giờ ăn trưa. Và rồi tôi nhận được tin tuyệt vời nhất. Tôi đủ điều kiện tham gia chương trình thực tập tại bệnh viện. Tôi sẽ có 2 tiếng mỗi ngày trong năm cuối cấp theo chân các bác sĩ, các y tá và tương tác với bệnh nhân. Thế rồi ngày thực tập đầu tiên cũng đến. Tôi được phân về khoa ung bướu và chịu sự giám sát của một vị bác sĩ ít nói. Bộ đồng phục khiến tôi cảm thấy có phần nào không thoải mái và tiếng đế giày nện trên sảnh cứ vang văng vẳng trong đầu tôi. Chúng tôi bước vào phòng đầu tiên và vị bác sĩ bắt tay vào việc ngay lập tức. Cô ấy nói chuyện với bệnh nhân, tháo băng, kiểm tra vết thương xem có nhiễm trùng không. Việc này là quá sức với tôi. Tôi thấy đầu bắt đầu quay cuồng nên đã thông báo rằng mình hơi nôn nao và cáo lỗi ra ngoài. Ai cũng thông cảm chuyện đó. Nhưng sự thật là tôi thấy sợ. Tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi. Bởi tôi đang ở đây, mặc một bộ đồ cứng nhắc và đi một đôi giày khó chịu để theo đuổi một sự nghiệp mà tôi nghĩ mình muốn. Nhưng bất chợt nhận ra là tôi không thích nó đến thế. Trong khi các bạn tôi đang tận hưởng năm cuối cấp ở trường, ngồi tại sảnh, mặc quần nỉ và nói về các buổi vũ hội, sự cam kết này là quá sớm. Điều ta muốn chưa chắc đã là cái ta cần. Ngày hôm sau, tôi hủy luôn chuyện thực tập trước sự bất ngờ của phụ huynh, giáo viên hướng dẫn và bạn bè. Tôi nói dối với mọi người là tôi không chịu được cảnh máu me và tôi không chắc điều dưỡng là ngành thích hợp đối với tôi. Sự thật là tôi cảm thấy hoảng sợ trước tương lai. Ngày tốt nghiệp đã gần đến gần, nhưng mọi thứ mà tôi luyện tập và chuẩn bị sẵn sàng lại hoàn toàn bị đảo lộn. Tôi không biết phải làm gì, kể cả với những việc hết sức cơ bản trong thói quen hàng ngày. Tôi không thể tiếp tục tình nguyện ở bệnh viện nên đã xin nghỉ. Nó chỉ là lời gợi nhắc
tới tương lai mà tôi đã chọn từ bỏ mà thôi. Tôi bắt đầu hoang mang lo sợ, không còn đích đến và hướng đi. Tôi cũng mất luôn động lực. Tôi chẳng buồn nộp bài, chây lười và bắt đầu trốn học. Tôi không còn gặp gỡ bạn bè, tự viện cớ rằng đằng nào họ cũng bỏ tôi đi học vào mùa thu năm sau, nên tốt nhất là tôi bỏ họ trước. Cảm thấy khổ sở, đã bao đêm tôi khóa mình trong tủ quần áo, vùi người vào đóng và ước lưng tủ sẽ mở lối dẫn đến một thế giới khác. Trường học trở thành cội nguồn của đau đớn, bởi quá nhiều thứ ở đó xoay quanh chuyện ăn mừng năm học kết thúc. Ai ai cũng háo hức chờ đón những điều mới mẻ, trong khi tôi bế tắc hơn bao giờ hết. Tôi cũng ngủ bất cứ khi nào có cơ hội. Trạng thái mất ý thức khiến tôi an tâm, như thể tâm trí tôi có khả năng tạm thời đóng lại. Ngày tốt nghiệp đáng sợ rồi cũng tới. Trong cảnh hoàng hôn, mọi người tung cao mũ tốt nghiệp. Nhìn đám đông hỗn loạn và những chiếc mũ bay giữa không trung, tôi lẳng lặng ngước lên trời, thầm ước nó nuốt trọn mình. Cuộc sống sau khi tốt nghiệp cũng kinh khủng không kém. Bạn bè tôi dành cả mùa hè để thu dọn đồ đạc và chọn đồ cho phòng ký túc. Còn tôi cứ dần xa cách họ hơn. Tôi ở lì trong phòng và không thể nghĩ đến tương lai xa hơn vài ngày tới. Thời gian tôi dành cho giấc ngủ tiếp tục tăng. Điều này khiến bố mẹ tôi lo lắng. Tôi không phải kiểu người ngủ nhiều. Vậy mà đột nhiên, tất cả những gì tôi muốn làm là chỉ là ngủ. Nhiều tháng sau, các bạn tôi đã đi đến mọi miền đất nước, còn tôi thì đăng ký học ở ngay quê nhà. Tôi tiếp tục sống cùng với gia đình. Khác biệt duy nhất với hồi học, trung học là tôi có nhiều thời gian để ngủ hơn giữa các tiết. Tôi không thực sự nỗ lực học hành và phải thức dậy mỗi ngày là một cực hình với tôi. Trường học không còn là ưu tiên số một nữa. Học để làm gì khi đến thứ mình muốn tôi còn chẳng xác định được. Tôi ghét các tiết học và còn ghét việc học hơn. Dường như tôi chẳng thể kết bạn được với ai nữa. Cuộc đời tôi nhanh chóng trở nên bi đát và tôi đã viện đến cơ chế đối phó phi lành mạnh nhất. Tự làm mình bị thương. Hồi trung học, thỉnh thoảng tôi cũng dùng cách này để giải tỏa tâm lý. Tôi chẳng thể tâm sự với ai về những cảm giác của mình, nhưng rất tin vào ý tưởng tự phạt vì những việc mình chưa làm đúng. Vậy là tôi tự cứa vào da thịt tôi. Tôi luôn giấu kỹ chuyện đó và làm vậy ít thôi. Nhưng đến khi lên đại học, nó trở nên thường xuyên hơn. Vào một đêm tháng 12 tăm tối, tôi thực sự không còn nhìn thấy mục đích sống nữa. Tôi là một kẻ thất bại vì đã từ bỏ kế hoạch lớn của cuộc đời là trở thành y tá. Bạn bè tôi đều đã bước sang một trang mới rực rỡ. Họ thậm chí chẳng còn liên lạc với tôi nữa. Tôi ngủ suốt, căm ghét trường học và đau khổ tột cùng. Thế là tôi lại khóa mình trong tủ và cực lực cứa lên người. Và chỉ phút chốc, cánh tay tôi đã đầy máu. Ngồi trong vũng máu, tôi nhớ mình đã nghĩ, vậy đấy, mình thực sự điên thật rồi, chắc chắn là điên rồi. Tôi không thể giấu thêm nữa, tôi cần tìm sự giúp đỡ. Nhờ người khác giúp đỡ là một trong những việc khó khăn nhất mà ta phải làm trong đời. Nó đòi hỏi ta phải thể hiện sự mong manh và yếu đuối nhiều hơn những gì ta muốn người khác thấy ở mình. Yêu cầu giúp đỡ chính là để người khác bước vào thế giới riêng của mình và cho họ chiêm ngưỡng đầy đủ hơn mớ hỗn độn trong bạn. Nhưng chủ yếu vẫn là do việc đó vẫn vô cùng khó chịu và chả lấy gì làm vui cả. Lần đầu tiên tôi thực sự nhờ tới sự giúp đỡ của người khác là lúc chìm trong hoảng sợ và lo lắng hồi mới chân ướt chân ráo bước vào trung học. Việc thích ứng với trường mới khá là khó khăn. Bài vở khó nhằn, rồi phải làm quen với việc có bạn mới. À và chà, cả việc làm thiếu nữ nữa.
Nhưng chủ yếu là tôi buồn, rất buồn. Tôi muốn mình đừng có lúc nào cũng khổ sở và muốn mọi thứ khác đi. Thế là tôi quyết định làm cái việc mà ai cũng khuyên là nên làm, nhờ người giúp đỡ. Tôi bước vào văn phòng hướng dẫn của trường và nói: "Em nghĩ em cần được giúp đỡ." Người phụ nữ ở bàn lễ tân hỏi: "Về việc gì?" "Lúc nào em cũng thấy buồn, em khổ sở và rất buồn bực." "Ồ," cô ấy nói và nhìn tôi với vẻ hơi khó chịu. "Ở đây không giúp được em rồi. Các cô chỉ cố vấn về chuyện học hành, giúp em chọn lớp và sắp xếp lịch học thôi. Nếu có vấn đề về tinh thần, em nên nói chuyện với phụ huynh." Rồi cô ấy nhìn tôi như thể tôi đang lãng phí thời gian của cô ấy. Vậy nên tôi đi ra. Tôi không kể chuyện đó với ai. Tìm kiếm sự giúp đỡ để làm gì nếu kết cục chỉ là bị xua đuổi? Đúng là bố mẹ tôi rất tuyệt vời, nhưng lỡ họ nghĩ chẳng có chuyện gì không ổn cả và tôi chỉ đang mè nheo thôi thì sao? Lỡ họ cũng phán xét tôi như cô lễ tân kia thì sao? Những ý nghĩ đó cứ quẩn quanh mãi trong tâm trí tôi. Tôi chẳng biết phải làm sao nữa. Và thế là tôi im lặng. Chuyện này thực sự củng cố mọi quy trình tuyệt vời mang tên hãy kìm nén mọi chuyện và vờ như tất cả đều ổn, bởi vì rõ ràng chia sẻ cảm xúc là hành động tồi tệ. Tôi thấy như mình làm phiền tất cả mọi người nếu gặp bất kỳ khó khăn nào. Thế nên tôi quyết định là tôi chẳng có vấn đề gì cả. Tôi làm mọi thứ để khiến bản thân quên đi những cảm giác tồi tệ. Có ngày tôi chịu đựng được, còn có ngày thậm chí còn ổn cơ. Nhưng tôi không thể xóa bỏ hoàn toàn những cảm giác ấy. Càng phớt lờ nó càng nhấn sâu vào. Chính vì thế mà cuối cùng tôi đã ngồi trong tủ quần áo cùng cánh tay be bét máu, tin tưởng tuyệt đối rằng mình là kẻ thần kinh nhất trên thế giới này. Và không rõ ràng bằng cách nào, tại chính giây phút ấy, có gì đó trong tôi vụt sáng. Tôi còn có bố mẹ mà. Họ không phải là đám người ở trường hay những người xa lạ. Tôi có thể trò chuyện với họ. Đã bao lần bố mẹ nói: "Nếu có gì không ổn, con hãy kể cho bố mẹ. Nào, chắc chắn ngồi trong vũng máu đủ tiêu chuẩn là chuyện không ổn rồi." Thế là tôi đứng dậy và đi tới phòng bố mẹ. Tôi biết họ đang ngủ say và ghét bị đánh thức, nhưng tôi vẫn quyết đi. "Mẹ ơi, bố ơi, giúp con với." "Chuyện gì vậy con?" "Giúp mọi chuyện ạ." Bố bật đèn lên, rồi bố mẹ nhìn vào cánh tay tôi. Sau đó là gương mặt tôi. Giữa ba người chúng tôi, điều gì đó trọng yếu đã thay đổi. Bố mẹ vẫn luôn biết là tôi buồn, là tôi không thích ứng được với cuộc sống đại học. Nhưng đây là lần đầu tiên họ thực sự hiểu tôi sống khổ sở như thế nào. Mẹ tôi đưa tôi vào phòng tắm và lau chùi cánh tay cho tôi. Bố rà soát từng phòng trong nhà để bỏ hết những vật sắc nhọn kể cả nhíp. May sao các vết cắt không sâu đến mức cần khâu lại. Nhưng cánh tay tôi vẫn phải băng bó một thời gian. Tôi chui vào giường nằm cùng mẹ và để mẹ ôm lấy mình. Đột nhiên tôi cảm thấy thật bé nhỏ, gần như sắp bị cả thế giới nuốt trọn. Bố tôi đã thức trắng đêm để tìm kiếm mọi thứ liên quan đến trầm cảm. Vậy là một chương mới trong cuộc đời tôi, trong cuộc đời của cả gia đình tôi đã mở ra. Mở lời nhờ sự giúp đỡ. Tôi rất muốn nói với các bạn rằng tôi đi tìm sự giúp đỡ và mọi thứ trở nên hoàn hảo 100% ngay tức thì. Rằng tôi đột nhiên biết mình muốn gì và rằng mọi thứ đều đẹp như mơ. Nhưng chuyện đời không diễn ra như thế. Tìm kiếm sự giúp đỡ là một quá trình đặc biệt, không bao giờ thực sự hoàn hảo, diễn biến chậm rãi và không đảm bảo sự kết quả. Gia đình tôi đã bắt đầu từ những thay đổi nhỏ, nhưng quan trọng. Hãy cho bố và mẹ biết khi con cảm thấy buồn bực. Đến gặp bác sĩ tâm lý, dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Thi thoảng vuốt ve một chú thú cưng. Mọi thứ dần tốt lên, chút chút, nhưng không hề hoàn hảo. Tôi học ít môn hơn,
để đỡ gặp căng thẳng trong học tập. Khi bạn bè gọi hay nhắn tin, tôi cố gắng thuyết phục bản thân trả lời. Vậy là những tình bạn xa cách lại được thắt chặt. Tôi. Mọi chuyện không phải lúc nào cũng hoàn hảo, nhưng tôi vẫn sống. Tôi đã khá hơn. Tôi là chính mình. Bạn cảm thấy như mình bị bao phủ bởi hàng ngàn mảnh vỡ chẳng bao giờ có thể liền lại hoàn hảo. Thế cũng không sao mà. Bạn chắc chắn sẽ tìm ra cách khớp chúng vừa vặn vào cuộc đời, kể cả khi chúng không hoàn hảo hay lấp lánh. Bắt đầu tâm sự với bố mẹ khi cảm thấy thực sự cực kỳ tồi tệ. Dần dần, những thay đổi đó bắt đầu cho thấy hiệu quả. Và dù mọi thứ không hoàn toàn như tưởng tượng, tôi cũng đã sống bình thường trở lại. Bệnh trầm cảm của tôi liên tục thay đổi trong vài năm tiếp theo. Có những lúc tôi chịu đựng được, có những lúc tôi như muốn nổi tung, và cũng có những lúc tôi thực sự cảm thấy rất ổn. Tôi đã gặp vô số bác sĩ tâm lý, tham gia nhiều lớp học hơn và tìm ra sở thích vẽ vời. Thỉnh thoảng, dù phải vật lộn với cả chứng trầm cảm lẫn chứng tự làm tổn thương bản thân, nhưng tôi đã cố gắng vượt qua. Nhiều khi mọi thứ thật u ám và tồi tệ, nhưng tôi vẫn còn đây, tôi vẫn tồn tại. Đôi khi chỉ vậy là đủ. Cái cảm giác còn tồn tại ấy, khi tất cả mọi thứ đều tệ hại, thì tồn tại thôi cũng ổn đấy chứ. Đôi khi ta nên ăn mừng việc tồn tại, bởi vì riêng vậy thôi đã là một thành tựu rồi. Nhiều khi đang làm ở những chuyện thường nhật như đi sắm đồ trong Target, tôi chợt nghĩ sao mình có thể nhặt những mảnh vỡ tâm hồn để rồi tiếp tục sinh hoạt như một người bình thường như thế này được nhỉ? Đó là một bí ẩn, và tôi nghĩ có lẽ ta không cần giải mã nó. Quyết định tìm kiếm sự giúp đỡ có thể là một bước ngoặt quan trọng, nhưng dường như đó mới chỉ là một nửa cuộc chiến. Kể với người xa lạ về các khó khăn của mình ư, eo ơi, cho dù bạn đến đó lần đầu hay lần thứ 10, thì viễn cảnh phải thổ lộ những vấn đề tồi tệ nhất, rối bời nhất của bản thân với một chuyên gia đều vô cùng khó khăn. Dưới đây là một số cách có thể sẽ giúp ích cho bạn. 1. Đưa ai đó đi cùng. Cảm thấy việc phải tự đến gặp và chia sẻ với một người xa lạ về những cảm xúc của mình thật đáng sợ và quá sức ư? Rủ ai đó thân quen, đáng tin cậy đi cùng sẽ khiến bạn cảm thấy khá hơn nhiều đấy. Người đó có thể nói đỡ cho bạn hoặc đưa ra cái nhìn khách quan về tình hình của bạn. Ngày trước, khi lần đầu đi gặp bác sĩ trị liệu hoặc chuyên gia tâm lý, tôi luôn nhờ bố hoặc mẹ làm người đồng hành. Bởi đôi khi tôi bị căng thẳng rồi quên luôn những gì mình muốn nói. Người đi cùng có thể hỗ trợ bạn những lúc như vậy. Với lại, có người mà ta tin cậy ở bên, khi đang cố gắng tin tưởng một người xa lạ, chắc chắn sẽ hữu ích hơn nhiều. Thứ hai, đừng bộc lộ tất cả. Dù bạn có tin hay không, thì sự thật vẫn là bạn không cần kể hết tất tần tật mọi điều về bản thân trong buổi đầu gặp gỡ. Bạn hoàn toàn có thể cẩn trọng quan sát xem họ phản ứng ra sao với các vấn đề nhỏ của bạn trước. Đừng nghĩ mình nhất định phải dốc bầu tâm sự ngay từ những buổi đầu tiên. Chậm rãi bước từng bước một cũng không sao hết. Khi đã thoải mái với những chuyện nhỏ nhặt, bạn sẽ cảm thấy dễ dàng hơn khi chia sẻ những vấn đề nghiêm trọng và khó khăn. Thời gian là yếu tố thiết yếu để có được một mối thân tình. Có thể bạn sẽ phải tốn nhiều thời gian, và như vậy là hoàn toàn bình thường. 3. Hẹn với nhiều người cùng lúc. Cảm thấy không hợp với bác sĩ điều trị của mình cũng là hoàn toàn bình thường. Nếu phải chịu đựng một buổi hẹn hò kinh khủng hoặc không thích ai đó sau vài buổi hẹn, khả năng cao là bạn sẽ không đi chơi với người ta nữa, đúng không nào? Hãy coi bác sĩ tâm lý hay chuyên gia trị liệu giống như vậy. Nếu thực sự cảm thấy người đang thăm khám không hiểu các vấn đề của bạn, con người bạn, cách giúp bạn khá lên, hay quan trọng hơn cả, không hiểu chính bạn, thì bạn không cần tiếp tục gặp họ nữa. Tôi từng khám với một vị bác sĩ mà tôi không hợp chút nào.
Chúng tôi về căn bản là bất đồng trong mọi khía cạnh xoay quanh phương pháp cải thiện tình hình sức khỏe của tôi. Tôi đã tiếp tục điều trị bởi một mục tin rằng vấn đề nằm ở bản thân mình, chứ không phải ở bác sĩ. Thế nhưng, đến khi bác sĩ đó nghỉ việc, thì tôi nhận ra có lẽ kết quả của quá trình điều trị không nằm ở riêng tôi. 4. Không có ai hoàn hảo. Cũng như với những người khác bạn gặp trong đời, chắc chắn bạn và bác sĩ sẽ có những bất đồng. Chúng ta còn cãi nhau với cả người nhà và bạn bè cơ mà. Vậy thì đương nhiên, điều đó cũng có thể xảy ra với bác sĩ điều trị chứ. Như vậy hoàn toàn tự nhiên và bình thường. Bạn nên lắng nghe ý kiến của họ, nhưng bạn phải lên tiếng bảo vệ những gì tốt nhất cho bản thân. Miễn là cả hai tôn trọng lẫn nhau và hiểu được cách nghĩ của đối phương, mọi chuyện sẽ suôn sẻ thôi. Khó chịu với bác sĩ là một chuyện, chấm dứt hẳn với họ vì lý do quan trọng lại là chuyện khác. Như khi tôi gặp vị bác sĩ nọ và cô ấy nói ác cả buổi mà chẳng thèm nghe lấy một lời của tôi. 5. Bên vực chính mình. Nếu bạn thực sự cảm thấy không ổn, hay tin rằng chuyên gia tâm lý không lắng nghe và tôn trọng bạn, hãy đi tìm người khác. Điều trị tâm lý có thể rất khó khăn, nhưng nó không nên khiến bạn có cảm giác như đang bị trừng phạt nặng nề. Một bác sĩ tốt sẽ biết lắng nghe những mối lo ngại của bạn và hiểu được lý do vì sao quá trình điều trị lại không có tác dụng. Tôi từng đi điều trị một thời gian rồi nhận thấy mình không khá lên chút nào. Thế là tôi chia sẻ điều đó với bác sĩ của mình. Cô ấy thông cảm cho những lo lắng của tôi và điều chỉnh lại cách tiếp cận trong các buổi điều trị. Có thể ta hay cảm thấy chuyên gia là phải luôn đúng. Ta không có quyền chất vấn họ hay những việc họ làm. Nhưng bạn chỉ gặp họ trong khoảng thời gian ngắn, nên chuyện muốn tận dụng tốt nhất là khoảng thời gian đó và muốn được tôn trọng là điều hết sức bình thường. 6. Bạn không cần điều trị mãi. Dường như mọi người hay nghĩ rằng khi có bệnh tâm lý hay bất kỳ vấn đề nào khác, ta sẽ phải tham gia điều trị suốt quãng đời còn lại, mãi mãi và không lối thoát. Tuy nhiên, điều trị tâm lý chỉ là một công cụ hữu dụng với một số người nhất định mà thôi. Không phải ai cũng hợp với nó, nhưng nhiều người lại coi nó là thiết yếu. Có những lúc tôi thấy đi gặp bác sĩ là việc cực kỳ dễ chịu và hữu ích. Có khi tôi lại thở phào vì không phải đến điều trị. Đó là lựa chọn cá nhân. Nên trừ khi bạn nhận được lệnh từ tòa án hoặc đang theo một liệu trình điều trị cố định, thì không ai có thể ép bạn được. Điều trị tâm lý không nên giống như bản án chung thân. Thay vào đó, nó nên cho bạn hy vọng về một cuộc đời dễ chịu hơn chút chút. Quan trọng nhất chính là bạn phải lựa chọn điều thích hợp nhất cho mình. Nếu mọi thứ chưa tốt lên ngay lập tức, thì cũng không sao. Thay đổi cần thời gian, và bạn xứng đáng với sự đầu tư đó. Tích cực là một từ nặng nề. Này, hãy suy nghĩ tích cực và sống tích cực. Bạn đã thử tập yoga chưa? Hạnh phúc là một lựa chọn. Nói thật nhé, nếu bạn chịu ăn uống lành mạnh, bạn sẽ cảm thấy tốt hơn nhiều đấy. Phải rồi, cả yoga nữa, hãy tập yoga đi. Nhiều khả năng là nếu bạn bị bệnh tâm lý, người ta sẽ nói những điều này với bạn. Vì lý do nào đó, nhiều người trên hành tinh này cho rằng họ có quyền xen vào cuộc sống của bạn và chỉ bảo bạn phải làm gì ngay khi họ phát hiện ra bạn đang buồn bã hoặc lo lắng. Nghĩa vốn có của từ tích cực là suy nghĩ về những điều tốt đẹp, và đúng là việc này giúp được nhiều người. Tuy nhiên, với nhiều người khác, sống tích cực lại đầy khó khăn và thử thách. Suy cho cùng, tích cực thực sự là có ý nghĩa bởi nó quan tâm ta đến bản thân hơn và tập trung vào những gì quan trọng với chính mình. Vì lẽ đó mà hai người khác nhau không bao giờ có cùng định nghĩa về tích cực. Chỉ có bạn mới có thể tạo ra định nghĩa phù hợp với bạn mà thôi. Nó là khái niệm riêng tư và độc nhất được may đo cho từng người. Bạn không thể ép người khác đi theo định nghĩa của mình. Ngược lại cũng vậy. Những thứ đem đến hiệu quả cho bạn
có thể chẳng phải là phương pháp chữa trị tiêu chuẩn. Có khi chỉ một bát ngũ cốc thật ngon thôi cũng đủ làm bạn vui, hay có thể bạn muốn chạy thật lực chứ không thích tĩnh tâm với yoga. Tìm ra điều xoa dịu bạn sẽ giúp mỗi ngày dễ dàng hơn một chút. Chúng quan trọng, thú vị và độc nhất. Và điều đó đặc biệt biết bao, đúng không? Yêu thương bản thân có lẽ là một trong những loại tình yêu chúng ta khó cho đi nhất, bởi vì nó mang theo những tiêu chuẩn cũng như các mâu thuẫn xã hội riêng. Chúng chồng chất lên nhau và nhấn chìm bạn dưới áp lực phải là một phiên bản khác của chính mình. Một mặt, chúng ta có hàng loạt các tiêu chuẩn hoàn hảo, trường tồn từ đời này sang đời khác, như sở hữu một thân hình bốc lửa, tóc mượt, răng đều và quần áo thời thượng. Đó là những áp lực điển hình về vẻ ngoài mà bạn biết sẽ không bao giờ với tới được. Mặt khác, ta lại có phong trào yêu lấy cơ thể, thứ thật ra cũng không kém phần áp lực. Hãy yêu lấy chính mình bất kể thế nào. Hãy làm những gì bạn muốn bất kể là gì. Hãy tự hào về bản thân bất kể ra sao. Thế lỡ bạn thấy mình chẳng được xếp vào tiêu chí nào thì sao? Nếu bạn chỉ đơn giản là thế thôi thì sao? Nói thật là tôi cũng từng phải vật lộn với cân nặng của mình. Người tôi lúc nào cũng hơi mẫm mỉm, nhưng tôi không coi đó là vấn đề. Hồi trung học, tôi cũng lo lắng về cân nặng, giống như bất kỳ cô cậu học sinh nào khác thôi. Nhưng bệnh trầm cảm của tôi đã kéo theo triệu chứng ăn nhiều. Không đơn giản chỉ là ăn thêm một tẹo đâu, mà tôi đã dùng thức ăn làm chiến lược đối phó với mọi vấn đề. Tôi nhồi nhét thức ăn vào miệng ngay cả khi đã thấy buồn nôn. Tôi tăng cân vù vù, nhưng tôi chẳng để ý mà cũng chẳng quan tâm. Với tôi, điều đó chỉ có thể là phải mua quần áo cỡ lớn hơn thôi. Nhưng cơ thể tôi thì nhận ra và quan tâm đến điều đó. Riêng việc lên cầu thang thôi cũng khiến tôi mệt mỏi. Chân tôi đau, lúc nào tôi cũng mệt và còn bị đau đầu suốt. Tôi thường thấy tức ngực và buồn nôn. Đôi lúc như vậy mà bị tỉnh giấc giữa đêm. Sau nhiều tuần thức dậy giữa đêm ôm ngực đau đớn, bố mẹ tôi đã đưa tôi đi cấp cứu. Các bác sĩ làm xét nghiệm tim mạch nhưng không tìm ra vấn đề. Tuy nhiên, họ chú ý đến trọng lượng của tôi. Họ đã hỏi rất nhiều về chế độ ăn uống. Lần đầu tiên trong đời, tôi nhận ra mình bị cả chứng cuồng ăn. Tôi đã trầm cảm đến mức phải ăn để giải tỏa. Nhưng việc đó lại chỉ khiến tôi khổ sở hơn. Vậy là tôi quyết định phải thay đổi, không phải bởi áp lực xã hội, không phải bởi tôi không biết yêu thương cơ thể mình, mà là bởi tôi sẽ khiến bản thân khổ sở đau đớn nhiều hơn nếu không dừng lại. Bác sĩ đa khoa đã lên kế hoạch giúp tôi. Tôi bắt đầu từ những bữa ăn cân bằng, các bài tập thể dục nhẹ nhàng và nỗ lực không với lấy thức ăn mỗi khi cảm thấy tệ. Đó là quãng thời gian thật khó khăn. Tôi bắt đầu đi bộ quanh khu phố, nhưng không bao giờ đi được quá xa. Các bữa ăn không còn là những chồng bát đĩa ướp tận nữa. Và tôi thực sự cảm thấy tốt hơn nhiều vì đã chủ động làm gì đó để cải thiện tình hình thay vì ngủ vùi. Xuân đến, tôi phủi bụi chiếc xe đạp cũ và bắt đầu đạp xe quanh thị trấn. Cảm giác lúc đó thì kinh khủng cực kỳ, như thể mọi cơ bắp trên cơ thể đều chống lại tôi vậy. Nhưng tôi thích ra khỏi nhà để được thấy những việc đang diễn ra xung quanh. Tôi bắt đầu đạp xe đi dạo khi thấy buồn bã, thay vì tìm đến thức ăn. Tôi không còn ăn nhiều thứ có đường hoặc đồ chiên rán vì chúng làm tôi đạp xe chậm đi. Dần dần, tôi cảm thấy khá lên. Trong lần gặp bác sĩ tiếp theo, tôi không còn thừa cân nữa. Những cơn tức ngực cũng biến mất. Chỉ còn lại một vấn đề duy nhất mà thôi. Tôi vẫn ghét ngoại hình của mình. Tôi đã giảm rất nhiều cân, nhưng điều đó chẳng có ý nghĩa gì. Tôi luôn tìm đủ mọi cách để che bôi diện mạo của mình. Bụng bự quá, che lại đi. Mặc áo phông rộng thùng thình vào. Không to quá, giấu đi thì tốt hơn. Hôm nay trông mặt mũi tệ quá đấy. Cơ thể tôi đã thay đổi, nhưng con người bên trong tôi vẫn thế, đầy bất an và chỉ mong được đón nhận. Lúc nào tôi cũng có một nỗi sợ thường trực.
lỡ tôi lại tăng cân và lại thấy bi đát khổ sở thì sao? Đúng ra mà nói thì ta không thể giữ nguyên một mức cân nặng mãi mãi. Cơ chế hoạt động của cơ thể người không như thế. Lúc béo, lúc gầy, lúc này, lúc kia là chuyện bình thường. Thế nhưng học được cách chấp nhận điều đó và tiếp tục muốn chăm sóc bản thân quả là một sự thử thách thực sự. Khó khăn hơn tất cả những đoạn đường đồi mà tôi đã đạp xe qua. Tôi phải chấp nhận rằng tôi xứng đáng được quan tâm. Vấn đề nằm ở chỗ, dù ta quyết định làm gì với cơ thể mình đi chăng nữa, dù đó là quyết định đúng đắn nhất, hợp lý nhất, thì ta vẫn sẽ bị chỉ trích như thường. Người khác sẽ soi mói, sẽ bàn luận và bình luận về quyết định của bạn. Nó sẽ bị lôi ra đánh giá và mổ xẻ, không chỉ bởi người khác mà còn bởi chính bạn. Và tình cảnh đó thật chẳng dễ chịu gì. Sẽ luôn có ai đó thích chỏ mũi vào việc của bạn và cho rằng họ biết thế nào là tốt nhất. Sẽ luôn có ai đó nhận xét về cân nặng đang lên hay đang xuống của bạn và điều đó thật khó chịu vô cùng. Sẽ luôn có ai đó so sánh bạn với người khác. Sẽ luôn có ai đó đưa ra những lời nhận xét khó nghe. Và đôi khi, ai đó chính là bạn. Quan trọng là bạn phải ý thức được mình đã có được những bước tiến. Đôi khi chúng rất nhỏ bé, nhỏ tí ti đến nực cười, như mình đã không ăn hùng hục khi gặp chuyện buồn, hay mặc kệ đi, hôm nay mình mặc quần legging đây. Kể cả thế thì chúng ta vẫn là những thắng lợi rồi. Đôi khi chúng ta cứ nghĩ yêu thương chính mình là cho rằng bản thân tuyệt vời hơn mọi lúc mọi nơi. Nhưng thực tế thì nó chẳng đau to búa lớn như vậy đâu. Nó chỉ là những hành động giản đơn như tôn trọng bản thân hay biết kiềm chế khi làm tổn thương chính mình mà thôi. Trong một thế giới mà chúng ta được dạy rằng phải hoàn hảo thế này, phải hoàn hảo thế kia, thì đôi lúc nhìn ra vẻ đẹp của sự không hoàn hảo lại là điều tốt nhất ta có thể làm. Chương 11. Dù mạng Internet có thể là chốn u ám, mù mịt, nhưng đôi khi nó cũng mang đến những tình bạn bất ngờ. Cô bạn Elizabeth của tôi là người Áo. Nhìn qua thì cuộc sống của chúng tôi khác hẳn nhau. Cô ấy sống ở thủ đô Vienna và làm việc trong lĩnh vực khoa học nông nghiệp. Thường xuyên đi công tác châu Âu và biết nói mấy thứ tiếng liền. Trong khi đó tôi sống ở Trung Tây Mỹ, chuyên vẽ tranh và chỉ biết nói mỗi tiếng Anh mà trình độ nhiều khi cũng đáng quan ngại. Ấy thế mà chúng tôi cùng dành tình yêu cho cuộc thi ca khúc truyền hình châu Âu. Nếu bạn chưa từng nghe đến cuộc thi này, thì đây là đêm nhạc được khởi nguồn sau Thế chiến thứ hai nhằm kết nối các đất nước châu Âu. Ban đầu, nó chỉ là một sự kiện cực kỳ thanh nhã. Thế rồi, theo thời gian, nó đã trở thành đêm nhạc pop lung linh với vạt gió, pháo hoa và những giai điệu sôi động. Dù một số người thấy cuộc thi này khá sến sẩm, tôi nhanh chóng mê đắm nó sau khi bị người chị họ đã chuyển ra nước ngoài sống nài nỉ. Xem thử đi. Tôi đã thử và thế là thôi đường lui chẳng còn. Giờ đây, tôi đã ít nhiều đồng cảm với những người cuồng thể thao, cuồng cá cược hay những người lúc nào cũng dính mắt vào màn hình tivi. Chỉ khác ở chỗ môn thể thao tôi mê liên quan đến những hạt cườm lấp lánh và nhạc pop mà thôi. Nhược điểm duy nhất của việc yêu thích nó là không có nhiều người hâm mộ ở Mỹ. Khi tôi bắt đầu đam mê, chương trình này thậm chí còn chưa được phát sóng ở đây nên chẳng ai nói về nó cả. Thật may, mạng Internet đã giải quyết ổn thỏa vấn đề này và giới thiệu tôi với Elizabeth. Năm đó, tôi đã đăng một bức vẽ và cô ấy nhắn tin trò chuyện về cuộc thi này. Elizabeth cũng như tôi, háo hức tìm người trò chuyện. Thế rồi đôi dòng ngắn ngủi về những bài hát yêu thích của chúng tôi năm đó đã nhường chỗ cho các đoạn văn dài về cuộc thi. Chẳng mấy chốc, những cuộc trò chuyện đó đã chuyển từ "Này, liệu Cộng hòa Séc có trở lại cuộc thi không?" thành "Đi học ở Vienna cảm giác thế nào?" Nói chuyện với một người ở cách xa hàng ngàn cây số khiến cuộc sống buồn tẻ hàng ngày của bạn bỗng trở nên hay ho hơn nhiều. Tôi thích thú lắng nghe trọn vẹn cuộc sống hàng ngày ở châu Âu.
Elizabeth cũng không kém phần quan tâm đến những gì diễn ra ở Mỹ. Cuối cùng chúng tôi thành ra trao đổi cả địa chỉ, rồi gửi cho nhau bưu thiếp, thậm chí cả quà tặng vào các ngày lễ. Và chúng tôi có tình bạn thực sự. Tình bạn qua mạng là kiểu tình bạn hoàn toàn khác biệt, bởi vì bạn bè trên Internet không tham gia trực tiếp vào cuộc sống hàng ngày của nhau. Đúng hơn, họ chỉ biết vài mảnh nhỏ, nên bạn hoàn toàn có thể chọn lọc những phần bạn muốn khoe ra. Nhờ thế lúc đầu, bạn sẽ không hề cảm thấy căng thẳng. Tuy nhiên, sau một thời gian, tôi đã học được rằng, tương tự tình bạn ngoài đời, thi thoảng bộc lộ chút yếu đuối cũng không sao. Thậm chí làm vậy còn giúp mối quan hệ mình thêm khăng khít. Sau một thời gian khó khăn vật lộn với bệnh trầm cảm, tôi đã lên mạng viết về nó. Và khoảng một tuần sau, tôi nhận được gói bưu kiện từ Elizabeth. Cô ấy muốn làm tôi vui, nên đã gửi cho tôi tất cả các mẫu bài viết về cuộc thi yêu thích của cả hai, sô-cô-la và đôi dòng nhắn nhủ. Tôi đã xúc động phát khóc vì chưa ai từng gửi bưu phẩm cho tôi, chỉ vì họ đang nghĩ về tôi cả. Đó là một khía cạnh hoàn toàn mới về tình bạn. Douze points trong tiếng Pháp nghĩa là 12 điểm, điểm tối đa mà một bài hát có thể đạt được. Tôi chắc chắn sẽ cho tình bạn này gấp đôi số điểm đó. Mặc dù chúng tôi ở cách xa nhau một đại dương, một lục địa và những ngọn núi phía Tây Áo. Giờ tôi giỏi địa lý châu Âu lắm rồi đấy. Nhưng tôi cảm thấy như Elizabeth là một người bạn ngoài đời thực. Thật tuyệt khi có ai đó để tâm sự về cuộc thi sáng tác ngớ ngẩn này qua email. Cho dù mỗi năm lại có một nhóm người mới lên sân khấu để thi đấu với những đạo cụ và giai điệu điện tử kỳ quái, nhưng tâm hồn tôi vẫn được đồng điệu với người bạn ở bên kia địa cầu. Và điều đó thật sự rất tuyệt vời. Trên tất cả, tôi cảm thấy hạnh phúc bởi tôi có người bạn sống cách xa hàng ngàn cây số. Nghĩ rằng con người tôi cũng khá ổn. Cách đây không lâu, tôi được mời đến dự tiệc tốt nghiệp của em gái một người bạn. Đó là một sự kiện lớn. Trên bàn đầy ắp những món nhà làm ngon lành và mọi người đều rất vui vẻ. Mặc dù tôi thường cảm thấy căng thẳng trong những dịp thế này, nhưng hôm đấy trời đẹp nên tôi khá thoải mái. Lên qua đám đông đang trò chuyện, tôi thở phào nhẹ nhõm khi thấy nhóm bạn của mình đã ngồi tại một bàn. Trong đó có cả họ hàng của bạn tôi đến từ Canada. Tôi đã gặp họ nhiều lần trước đây rồi, và thậm chí còn cảm thấy thoải mái khi ở gần họ nữa. Đến khi trời chuyển tối, bàn của chúng tôi đã được gọi là bàn tuổi đôi mươi, vì chúng tôi đều là những người trẻ tuổi. Nhưng chẳng phải người lớn hay thanh thiếu niên, buổi trò chuyện diễn ra suôn sẻ một cách đáng ngạc nhiên và tôi đã thấy rất vui. Cho đến khi có người nhắc tới Justin Bieber, tôi nhìn những người bạn Canada và nói: "Tớ cứ toàn quên cậu ấy thuộc trách nhiệm của các cậu." Ngay vừa dứt lời, tôi lập tức hối hận. Không phải tôi không ưa anh chàng, và xin khẳng định là tôi chẳng có ý gì hết. Tôi chỉ buộc miệng nói ra vậy thôi. "Cái gì?" Một người cất tiếng. "Cậu ta là một thanh niên Canada tốt bụng đã bị tha hóa." Người khác gào lên. "Nước các cậu đã cho ra đời Miley Cyrus còn gì?" Người đầu tiên thêm vào. Chẳng mấy chốc, cả bàn đều xôn xao tranh cãi về việc nước nào cho ra cô cậu nào. Dĩa ăn bánh chỉ về mọi hướng trong lúc chúng tôi buộc tội Avril, rồi bao cái miệng và há hốc khi có người tiết lộ rằng Ryan Gosling lẫn Ryan Reynolds đều là người Canada. Mặc dù tôi thấy chuyện đó khá buồn cười, nhưng không khí căng thẳng dần lên cao, khiến dạ dày tôi chùng xuống. Vậy là một tay tôi đã phá hủy hoàn toàn quan hệ ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Canada. Tôi cố gắng lên tiếng xin lỗi, nhưng lời khẩn khoản của tôi đã bị át đi bởi tiếng hét: "Thế Greg thì sao?" May mắn thay, ngay lúc căng thẳng lên đến đỉnh điểm thì ai đó đã nhắc đến chuyện ra ở riêng đắt đỏ như thế nào. Vậy là bỗng dưng tất cả chúng tôi đều đồng lòng thống nhất rằng chẳng có ai ở Bắc Mỹ tầm tuổi này
là có đủ tiền để mua nhà cả. Ôi, tình hữu nghị quốc tế thật đẹp. Tôi trở về nhà tối hôm đó, nhưng dư âm cuộc cãi vã vẫn vang vọng trong đầu tôi. Mặc dù lý trí tôi hiểu rằng việc đó không có gì nghiêm trọng hết, nhưng tôi vẫn không thể ngừng tự vấn bản thân tại sao mình lại ngu ngốc thốt ra lời nhận xét đó. Tôi đã biến một bữa tối hoàn hảo thành một cuộc tranh cãi hỗn loạn. Đâu phải tôi sẽ không bao giờ gặp họ nữa. Lỡ bây giờ anh em họ nghĩ rằng tôi là một kẻ chuyên bơm đểu thì sao? Nếu vì thế mà họ ghét tôi thì sao? Lỡ họ hỏi bạn tôi địa chỉ nhà tôi rồi đến ném cà phê vào cửa sổ phòng tôi trong đêm thì sao? Những giả thiết đó cứ hiện lên, dù tôi biết rõ họ là những người tốt, ta sẽ chẳng bao giờ làm thế đâu. Khi ta làm gì đó ngu ngốc trước mặt người khác, hai giai đoạn riêng biệt sẽ diễn ra: bản thân sự kiện và dư chứng trong đầu ta. Những điều ngốc nghếch ta nói với người khác nhiều khả năng là chẳng ảnh hưởng gì tới họ, nhưng bản thân ta lại cảm thấy dư tập thế đã ập tới. Nếu ai đó nói gì ngớ ngẩn với bạn rồi xin lỗi và cố làm lành, chắc bạn chẳng nhớ nổi điều họ đã nói với bạn đâu, đúng không? Khả năng là không đâu. Nhưng nếu chúng ta là người gây chuyện, bộ não sẽ phóng đại mọi việc lên đến cả triệu lần. Nó sẽ thuyết phục ta rằng kể cả chúng ta có xin lỗi và mọi người đều đã bình tĩnh, thì lỗi lầm cũng đã xảy ra và ta phải đảm bảo mình sẽ không bao giờ gây ra chuyện đó nữa. Thế nhưng, những chuyện này sẽ cứ tiếp tục xảy ra. Thế nhưng, những chuyện này sẽ cứ tiếp tục xảy đến bởi chúng ta là con người. Chúng ta được lập trình để mắc lỗi, đặc biệt là ở những bữa tiệc hay sự kiện xã hội cần tương tác nhiều. Nhưng mắc lỗi và là người xấu là hai chuyện hoàn toàn riêng biệt. Mắc lỗi là nói ra những điều vô ý, đáng xấu hổ hay ngốc nghếch. Còn người xấu thì cố tình làm cho người khác tổn thương. Mọi người đủ khả năng nhận ra sự khác biệt giữa hai việc đó, kể cả khi bạn cho là không phải vậy. Chắc chắn ngày mai chẳng còn ai nhớ câu nói vớ vẩn của bạn đâu, và tôi đảm bảo cũng chẳng ai nghĩ xấu cho bạn cả, nhất là khi bạn đã xin lỗi rồi. Lỡ lời rồi xin lỗi và được người khác tha thứ thì dễ thôi. Cái khó là ở chỗ ta phải tự tha thứ cho chính mình và hiểu ra rằng ta hoàn toàn có thể cho qua những sai sót bé xíu này. Không ai hoàn hảo cả. Nếu không thì đã chẳng ai rảnh để đi cãi nhau về hai anh Gian người Canada, mà như vậy thì còn gì là thú vị nữa. Buổi học đầu tiên ở trường trung học vốn có tiếng là nhàm chán. Nó là quy trình lấy lệ tẻ nhạt bậc nhất trần đời. Giáo viên thì thao thao bất tuyệt về các cuốn sách giáo khoa, và ai cũng quên tiệt một buổi học chỉ ngắn thế nào. Nhưng ít nhất thì cuối cùng, sau chuỗi ngày ép mình học thục mạng, tôi đã có thể học một lớp tự chọn nhẹ nhàng vào mùa thu năm lớp 11. Tôi đăng ký môn cảm thụ âm nhạc. Mặc dù chẳng rõ môn ấy là thế nào, nhưng tôi tin nó sẽ thú vị lắm. Buổi học đầu tiên, thầy bước vào lớp với chiếc áo phông in hình ban nhạc nào đó mà tôi không rõ. Một bạn lập tức nói chuyện với thầy về ban nhạc, và họ cứ thế cuốn vào cuộc trò chuyện. Tôi thắc mắc về ban nhạc bí ẩn và được giới thiệu cho đôi bài. Về đến nhà, tôi lướt nhanh tên bài hát và quyết định sẽ nghe thử. Nhưng khi đang ấn bâng quơ các bài, đoạn dạo đầu của ca khúc nọ đã khiến tôi chú ý. Bài hát kết thúc cũng là lúc nước mắt lăn dài trên gương mặt tôi. Sự cô độc, cảm giác chẳng thực sự thuộc về đâu. Tương lai vô định, bài hát này phản chiếu chính xác trải nghiệm của cá nhân tôi. Bài hát có tên Các Phần Nhánh và tên ban nhạc là Rush. Và phần nào đó trong tôi cảm thấy liên kết với cả hai. Tôi cứ thế mê say bật hết bài này đến bài khác. Rush là một ban nhạc lạc lõng thực sự. Họ bị báo chí phổ thông chế giễu, bị vùi dập vì thể loại nhạc quá khó nghe và không hấp dẫn. Nhưng nó lại làm tôi yêu thích.
Càng đọc về những người hâm mộ ban nhạc này, tôi càng cảm thấy âm nhạc của họ thể hiện sự đồng cảm lớn. Họ đã tạo ra một ngôi nhà chung cho những người như tôi ở các thế hệ. Những người cũng không thể hòa nhập được. Không rõ vì tôi quá tốt bụng hay quá dễ khóc, nhưng tôi luôn là nạn nhân của bọn bắt nạt. Tôi chẳng bao giờ hiểu nổi mình đã làm gì sai. Tôi chỉ muốn trở thành một phần của tập thể thôi mà. Đến lúc tôi học trung học cơ sở, mọi thứ khủng khiếp đến mức tôi suýt phải chuyển trường. Nhưng tôi đã cố ở lại vì nghĩ mình sắp vào cấp 3 rồi. Thế nào mọi chuyện chẳng tốt hơn, nhỉ? Cũng hơi hơi, thỉnh thoảng họ để cho tôi yên. Còn thì tôi cũng bị tổn thương kha khá. Tôi đã bị đánh hội đồng, bị nhạo báng đến phát khóc vào ngày sinh nhật thứ 16. Phải đối mặt với bao tin đồn ác ý. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất của tôi bấy giờ là cậu trai cùng bàn trong tiết khoa học. Lý do cậu ta bắt nạt tôi ư? Vì tôi đi xe buýt. Đó là lý do ngớ ngẩn nhất cho việc bắt nạt mà tôi từng gặp. Những lời chế nhạo liên tục về việc tôi không có xe riêng dần biến thành những lời đâm thọt về việc hẳn tôi là một người có vấn đề. Và điều đó thực sự làm tôi tổn thương. Mỗi sáng đón xe buýt đến trường, lòng tôi lại chùng xuống thêm một chút, bởi tôi biết cậu ta sẽ nhìn thấy tôi. Tôi thậm chí đã xin giáo viên giúp đỡ, nhưng chỉ nhận được câu nói tỏ vẻ trải đời. Cô không xen vào chuyện của học sinh, mà chắc là cậu ta thích em thôi. Tôi không thể chạy thoát kẻ bắt nạt trong giờ học, nhưng tôi nhất định phải từ bỏ xe buýt. Tôi nhất định phải bằng mọi giá khiến cậu ta buông tha tôi. Thế là tôi bắt đầu đạp xe đến trường dù có phải dậy thật sớm. Đạp xe hàng cây số và miệt mài chờ đợi cho dòng xe đi qua ở mỗi khúc ngoặt. Với xe đạp, tai nghe và những đĩa hát của Rush, buổi sáng của tôi khả quan hơn nhiều. Lúc trời trở lạnh, tôi hoàn khăn kín mít rồi bật nhạc lên. Vào những ngày thời tiết buộc tôi phải đi xe buýt, tôi bật nhạc thật to rồi mạnh dạn bước vào trường để tiếp tục ngày mới. Tiếng nhạc luôn ầm ầm bên tai mỗi lần tôi bước vào lớp khoa học. Và bạn biết không, cách đó hiệu quả. Cậu ta đã để tôi yên. Nhạc của Rush tuyệt vời ở chỗ nó cho phép tôi trốn vào thế giới của riêng mình trong chốc lát. Tôi thoát khỏi cảm giác là kẻ kém cỏi ở trường, được giải phóng khỏi những lời chế nhạo, sự mông lung và bất ổn. Âm nhạc bao bọc lấy tôi, ca từ thì trò chuyện với tâm hồn buồn bã và cả những phần khác mà tôi chưa từng biết tồn tại trong mình. Tôi không kể chuyện đó với ai cả, bởi ngay khi đề cập đến việc hâm mộ một ban nhạc từ thế hệ trước, bạn sẽ lập tức bị ghim chặt xuống ghế, rồi bị ép khai ra tên 3 album, 10 bài hát không nổi tiếng và số an sinh xã hội của từng thành viên ban nhạc. Tôi không có hứng thú chơi trò đó. Bởi vậy tôi giữ kín tình yêu với Rush của mình. Tôi chỉ tha thiết muốn làm một người bình thường, được hòa nhập với cộng đồng. Vậy mà thế đấy, tôi bị bắt nạt, và vì thế mọi thứ khó khăn hơn nhiều. Nhưng ít ra thì cảm giác được ban nhạc Rush đồng cảm cũng là sự thay thế hợp lý cho cảm giác muốn được hòa nhập. Được những người không hề quen biết thấu hiểu mang đến nguồn sức mạnh to lớn vô cùng. Rất nhiều các bài hát, cuốn sách hay phim ảnh nhắc nhở ta rằng không chỉ mình ta cảm thấy những xúc cảm mà ta có, rằng ta không đơn độc, lẻ loi trong thế giới này. Mỗi người sẽ có những thứ riêng có thể chạm tới tâm can, xoa dịu và ghép lại những mảnh vỡ trái tim vào những ngày đen tối. Thật tuyệt khi cảm thấy được kết nối dù chẳng biết mặt nhau. Điều giúp tôi cố gắng mỗi ngày là gia đình, bạn bè và tương lai của tôi. Đó là những gì mọi người thường muốn nghe. Thế nhưng, trong những lúc tồi tệ, điều khiến ta cố gắng đi tiếp nhiều khi lại chẳng phải những thứ hào nhoáng, lớn lao mà mọi người kỳ vọng. Nhiều khả năng cao, nó sẽ chỉ là một thứ nhỏ bé, hoàn toàn tầm thường giữa vạn vật vĩ đại. Nó có thể là thứ ta chẳng thể chạm tay vào,
nhưng có thể cảm nhận nhờ những thiết bị giải trí như một bộ phim, một chương trình truyền hình, một cuốn sách hoặc âm nhạc. Đối với tôi, bài hát The Past chạy đi chạy lại đến lần thứ 100 liên tiếp chính là thứ đó. Dường như câu hát quay đầu lại và vượt qua con đường trong gai chính là châm ngôn sống của tôi. Bất cứ điều gì có ý nghĩa với bạn cũng tương tự thế. Điều quan trọng như những buổi tư vấn tâm lý hay trò chuyện cùng bạn bè. Nó giống như sợi dây vô hình buộc chặt bạn vào thế giới. Bạn nên ăn mừng vì đã tìm ra động lực đi tiếp, dù nó có là gì đi nữa. Bởi vì càng đi tiếp, mọi thứ càng rõ ràng hơn. Cây cầu kết nối bạn với thế giới này, dù là bất kể thứ gì, cũng là một mảnh ghép tuyệt vời trong bức tranh tiến về phía trước. Tuy không có cơ hội xem Rush trình diễn, nhưng tôi đã kiếm được một cơ hội khác. Bộ phim tài liệu mang tên Thời gian ngừng trôi nói về chuyến lưu diễn cuối cùng của ban nhạc đã được trình chiếu một đêm duy nhất tại các rạp. Tôi mua vé ngay lập tức và bắt đầu để ngược đến ngày được làm gì đó liên quan đến Rush. Hôm chiếu phim, tôi tới sớm và cảm thấy thật xúc động khi thấy mọi người đều mặc áo của ban nhạc. Già có, trẻ có, đàn ông có, phụ nữ có, ai ai trông cũng mãn nguyện như tôi. Tôi nghe ngóng xung quanh và cảm thấy dường như mọi người trong rạp đều toát ra cùng thứ cảm xúc cháy bỏng trong lòng tôi. Họ thấy mình chẳng thể hòa nhập và đây chính là thứ của họ. Tôi thậm chí còn bắt chuyện với cặp đôi ngồi cạnh. Khi rạp xuống đèn, tất cả khán giả đều hò reo. Màn hình dần sáng lên, nhưng không thể rạng rỡ bằng nụ cười trên gương mặt tôi. Bởi vì tôi đã tìm được nơi dành cho mình. Nếu bị bắt nạt suốt cả thời niên thiếu, thì ta sẽ chẳng thể dễ dàng vượt qua điều đó. Đến tận bây giờ, tôi vẫn còn vật lộn với những lời chế nhạo, sự trêu chọc và quấy rối. Bị người khác gây tổn thương trong một thời gian dài sẽ khiến ta khó mà nhận thấy sự tiến triển của bản thân. Sự giằng xé giữa con người bị bắt nạt trong quá khứ và con người hiện tại, đặc biệt là khi cả hai tình cờ chạm mặt, thật khó khăn biết bao. Mức độ nghiêm trọng của việc bắt nạt nhiều khi không được hiểu đúng. Người ta thường chỉ coi bắt nạt là ai đó buông lời xấu tính một lần, thay vì quan tâm đến sức tàn phá thật sự của nó. Dưới đây là vài hướng dẫn ngắn gọn về trải nghiệm xương máu của tôi. Chắc chắn bạn không phải là vấn đề. Tôi từng nghĩ rằng để bị bắt nạt hẳn là do lỗi của tôi. Tôi đeo kính này, trông thì không ngầu, lại còn thích những thứ kỳ cục. Đổ lỗi cho bản thân dễ dàng hơn việc coi đó là lỗi của bọn bắt nạt. Tin hết những điều chúng nó nói còn dễ dàng hơn nữa. Tôi thường tự hỏi, mình đã làm gì để bị họ ghét đến vậy? Nhưng tôi chẳng làm gì sai cả. Tôi chỉ sống trên đời, vậy thôi. Tôi không đáng bị đối xử tồi tệ như thế. Không ai đáng bị như thế hết. Hãy cứ là chính bạn. Cứ thích những gì bạn vẫn thích. Chúng rất tuyệt mà. Thật đáng buồn vì không phải ai cũng nhìn ra vẻ đẹp của việc đó. Bởi vì nó đẹp đến vô cùng. Bị bắt nạt ảnh hưởng đến các mối quan hệ sau này. Hành động bắt nạt cũng là một dạng giao tiếp. Do đó nó ảnh hưởng rất nhiều đến cách tôi cư xử với người khác. Nếu ai đó tốt bụng với tôi sẽ nhất mực tin rằng họ có động cơ bí mật và họ chỉ đang đùa giỡn với tôi mà thôi. Nếu ai đó đùa với tôi một chút, thế nào tôi cũng coi là thật. Tôi đã có nhiều trải nghiệm với những người ngoài mặt thì tốt, nhưng sau lưng lại nói xấu tôi. Và đến giờ, tôi vẫn đang tìm cách phân định rõ hai việc đó. Một trong những giải pháp tôi thấy vô cùng hữu ích chính là dành thời gian cho các mối quan hệ tích cực. Chúng không nhất thiết phải là những mối quan hệ truyền thống. Ví dụ như là tôi rất thân thiết với đám cây cảnh trong nhà này. Chúng sẽ chẳng bao giờ nói xấu tôi khi tôi vắng mặt cả. Nếu bạn vẫn đang vật lộn với việc giao tiếp thông thường vì từng bị bắt nạt, thì hãy yên tâm,
rồi bạn sẽ vượt qua thôi. 3. Cái bọn đi bắt nạt cũng bị bắt nạt mà. Có lẽ hồi bé, bạn lại nghe nhiều người lớn nói như vậy. Chuyện chưa đủ tệ hay sao mà giờ ta còn phải cảm thông với đám người đã làm tổn thương mình. Ta phải bằng cái cách diệu kỳ nào đó mà hiểu và tha thứ cho họ nữa chứ. Những người ngoài cuộc thường muốn xoay chuyển tình hình để họ không phải đối mặt với vấn đề thực sự. Dẫu sao thì tha thứ và quên đi cũng dễ hơn nhiều, phải không? Đúng, biết nghĩ cho người khác là tốt. Nhưng khi bạn liên tục chịu tổn thương, thì bạn đương nhiên phải quan tâm đến bản thân và cảm xúc của chính mình chứ. Bạn có thể tha thứ bất cứ khi nào bạn cảm thấy sẵn sàng. Tất nhiên là chỉ khi bạn thực sự muốn thế. Không ai có quyền quyết định, trừ bạn. 4. Cắt bỏ sợi dây kết nối với quá khứ. Đừng làm bạn trên mạng với họ. Đừng xem các trang cá nhân, các bài viết, các tài khoản dòng cập nhật trang cá nhân của con cuốn của họ. Kể cả khi con người của họ đã thay đổi, làm thế chỉ khiến những ký ức xưa dậy sóng mà thôi. Bạn càng ít để tâm đến họ, bạn càng cảm thấy dễ chịu. Vào nhóm nói chuyện hoặc ngó qua những bức ảnh của họ đúng là hấp dẫn khó cưỡng, nhưng nó chỉ khiến bạn bị cuốn trong vòng luẩn quẩn khổ sở thôi. Hãy tin tôi lần này, tôi đã từng làm thế, rồi sau đó cảm thấy vô cùng căng thẳng về những chuyện từ nhiều năm trước. Vậy là tôi nằm khóc cả đêm. Quả thật không đáng chút nào. 5. Những kẻ bắt nạt tồn tại ở mọi nơi. Kể cả trong thế giới trưởng thành, vẫn có những kẻ thích hạ gục người khác cho vui. Nhưng hành vi bắt nạt của người lớn thường ít lộ liễu hơn, ẩn mình dưới những lời khen móc máy, những lời bình luận thô lỗ và những câu chuyện phím. Có những người chỉ đơn giản là yêu thích việc làm người khác tổn thương thôi. Và nhờ sự giúp sức của mạng xã hội, chuyện đó ngày càng dữ dội hơn bao giờ hết. Ai cũng nói, đừng để tâm đến lũ thích trêu chọc người khác. Nhưng thật khó để vờ như những lời bình luận ác ý đó không ảnh hưởng gì đến mình. Thừa nhận việc đó cũng không sao mà. Và đôi khi, ta phải chấp nhận rằng có những người thực sự tồi tệ. 6. Mọi việc chắc chắn rồi sẽ dễ dàng hơn. Đây là một trong những câu nói mà khi vừa nghe bạn chẳng thấy có ý nghĩa gì. Nhưng rồi sau đó ngẫm lại mới thấy đúng. Khi tôi còn nhỏ và luôn bị bắt nạt, mọi người đều nói một ngày nào đó chuyện này sẽ chẳng còn quan trọng, rằng chuyện này sẽ chấm dứt thôi. Nghe cứ như đùa vậy. Nghĩ đến tương lai thì giúp được gì cho tôi lúc ấy? Những cuốn sách, âm nhạc, tình bạn và việc vẽ vời liên tục mới là cái đã giúp tôi vượt qua tất cả. Nhưng cách hữu hiệu nhất ư, chính là thời gian. Nhờ thời gian và khoảng cách giữa tôi và những người làm tôi tổn thương đã giúp tôi đi tiếp. Giờ tôi ở đây và cuộc đời không phải lúc nào cũng như tôi tưởng tượng. Những người hay ác ý vẫn còn đó, nhưng tôi đã có thể dễ dàng bơ họ đi mà sống. Người tử tế nhiều hơn kẻ xấu nhiều lắm. Tôi có một nhóm bạn khăng khít cùng một công việc yêu thích và tôi không còn nghĩ về những người làm tôi buồn hằng ngày. Với tôi, đó là một sự tiến bộ lớn. Có lẽ suy nghĩ mà tôi thấy khó hiểu và khó công nhận nhất chính là tôi là một người khá được. Tôi luôn gầm gào thét trong đầu rằng tôi là kẻ tệ nhất của tệ. Thường xuyên đánh giá bản thân qua những lần giao thiệp và những lần thất bại trong quá khứ. Tôi cũng cần nhận được lời trấn an liên tục từ những người xung quanh rằng tôi không phải là một kẻ tồi tệ và chuyện đó khiến mọi người thật mệt mỏi. Tôi luôn khăng khăng nhất mực tin mình cần phải trở thành người tốt. Nhưng trong đầu tôi có quá nhiều định nghĩa méo mó về khái niệm người tốt. Đến mức đó mới chính là điểm cần phải xem xét. Người tốt không được nói hoặc nghĩ đến bất kỳ điều gì có ý xúc phạm. Người tốt phải tốt từng giây, từng phút trong đời và không được làm bất kỳ ai buồn bực. Người tốt không được làm bất cứ việc gì xấu. Đúng là tôi có quan tâm đến cách người khác nhìn nhận mình, nhưng những tiêu chuẩn người tốt mà tôi theo đuổi thì hết sức phi lý và do chính sự lo lắng của tôi tạo ra.
làm gì có tiêu chuẩn bất di bất dịch nào về các yếu tố cấu thành người tốt. Sự thật này với tôi vừa đáng ghét. Làm thế nào để trở thành người tốt đây? Vừa hữu ích, tôi có thể trở thành người tốt theo ý mình. Vấn đề là chúng ta thường quá lo lắng về việc mình có tốt hay không, mà không nhận ra rằng mình vẫn luôn là người tốt và luôn cố gắng làm những điều tốt đẹp mỗi ngày. Bạn đã từng động viên bạn bè chưa? Đã từng gửi tin nhắn hài hước cho ai đó vì bạn nghĩ đến họ chưa? Hay nhặt rác trên vỉa hè, cười với một chú cún? Tất cả những hành động trên đều tử tế và có thể khiến người khác, kể cả chú cún, hạnh phúc. Không chỉ vậy, ta cũng cần đảm bảo rằng bản thân đang hạnh phúc nữa. Tự chăm sóc chính mình là một trải nghiệm độc đáo, quan trọng và thiết yếu cho một cuộc sống lành mạnh. Hãy nhớ chăm sóc bản thân, bởi những người chúng ta quan tâm chăm sóc cũng muốn thế mà. Ta thường hay quên rằng người khác nhìn nhận chúng ta khác hẳn với cách chúng ta nhìn nhận mình. Hãy tự hào về con người bạn, về người bạn yêu, điều bạn thích và cả những thứ vô hình mà bạn không chạm vào được. Tất cả chúng đều vô cùng tuyệt vời. Hãy tử tế với người khác, hãy tử tế với các loài thú vật và đừng quên tử tế với chính mình. Thế giới luôn cần nhiều sự tử tế hơn nữa. Bạn không cô đơn trong cuộc sống này đâu, và những xúc cảm của bạn sẽ còn vọng tới bao thế hệ sau. Bạn có vai trò, có tiếng nói và chúng xứng đáng được biết đến. Có thể những khoảnh khắc khó khăn sẽ kéo đến, phủ một màu tro u ám lên cuộc đời bạn. Nhưng chắc chắn bạn sẽ luôn tìm cách tỏa sáng, kể cả khi đó là việc khó khăn nhất trên đời. Những người xung quanh có thể nhìn ra điểm tốt ở bạn, dù không phải lúc nào bạn cũng tự nhận thấy. Quan trọng nhất là bạn rất được. Thề đấy. Lời kết. Làn gió nhẹ mang mát ban tối thổi những sợi tóc tạt vào gương mặt tôi, mà tôi thì vốn đã không nhìn rõ rồi. Tôi căng thẳng vén tóc lên, vẫn chùng lưng xuống và thu người vào. Nhánh cây và lá cây chọc vào hai bên người tôi. Mắt tôi chẳng thể nhìn rõ cô bạn Kathy trên lễ đường. Hôm nay là đám cưới của cô ấy. Trong lòng tôi bồn chồn lo lắng không thôi, và tôi đang trốn trong bụi cây. Tại sao lại thế à? Hãy quay ngược thời gian một chút nhé. Đám cưới đúng là thứ khiến ai ai cũng đau đầu, bởi vì ta phải mặc trang phục trang trọng, trò chuyện với những người xa lạ, rồi còn phải khiêu vũ nữa. Tôi cảm thấy căng thẳng vô cùng khi phải đến dự đám cưới của Kathy vì một đống bạn bè thời trung học mà tôi đã lâu không gặp. Sẽ ở đó, đầy người lạ sẽ ở đó, và vì rất nhiều những nỗi sợ vô cùng hợp lý. Nếu tôi nhảy trông như một con dở hơi thì sao? Lẫn vô lý, tại chứng lo âu mà. Lỡ không ai muốn nói chuyện với tôi vì tôi quá tệ thì sao? Nhưng Kathy là bạn thanh mai trúc mã của tôi, lại lớn lên trong cùng một khu phố. Đương nhiên, tôi phải có mặt khi cô ấy kết hôn chứ. Vấn đề chỉ là dẹp gọn chứng lo âu trong tối nay mà thôi. Một nhiệm vụ đòi hỏi tập trung nghiêm túc. Giờ ở chỗ vũ trụ đã lên kế hoạch khác cho tôi. Đường phố Chicago đông nghịch và kẹt cứng, khiến tôi phải chửi thầm ở tất cả các chỗ dừng đèn đỏ. Không những thế, tôi còn gặp phải những đoạn đường đang thi công và chỗ ngoặt đột ngột, minh chứng cho câu nói Chicago chỉ có hai mùa duy nhất, mùa đông và mùa thi công. Sau đó tôi nhận ra một sự thật khủng khiếp. Tôi không biết mình đang đi đâu. Đến khi tới được đúng bãi đổ xe, lên được xe điện qua công viên và đến chỗ cử hành hôn lễ thì tôi đã muộn giờ mất rồi. Tôi bắt đầu đi nhanh hơn, tim đập thình thịch, còn chân thì hối hả bước về đúng hướng. Rồi tôi nhận ra, quanh đó chỉ có tiếng đám đông ồn ào. Hôn lễ đã bắt đầu rồi ư? Tôi nhanh chóng ngoặt qua chỗ rẽ và thấy Kathy cùng Kurt, vị hôn phu của cô ấy ở ngay phía trước mình, còn tôi thì đang đối diện với đám đông. Hóa ra tôi đã đâm thẳng vào lề đường. Chính vì vậy mà giờ tôi đang trốn trong bụi cây, cảm thấy xấu hổ hơn bao giờ hết. Tôi chỉ có đúng một nhiệm vụ của người trưởng thành thôi, đó là xuất hiện trong đám cưới của bạn mình.
ấy vậy mà tôi còn thất bại thảm hại. Lúc bấy giờ tôi lo lắng cực độ, đầu tôi quay mòng mòng trong ý nghĩ mình quả là một người bạn tồi tệ. Tôi giấu mình sau những bụi cây, chờ đến khi nghi lễ xong, sau đó cố hòa mình vào đám đông một cách thật tự nhiên. Có lẽ sẽ chẳng ai nhận ra tôi không có mặt lúc làm lễ đâu. Bàn khách bắt đầu tới quầy cocktail trong khi tôi đứng ở khu gấu bắc cực. Đúng lúc đó, mẹ Cathy tiến về phía tôi. Lòng tôi nặng trĩu khi mẹ cô ấy hỏi tôi thấy hôn lễ thế nào. Thế là tôi tuôn ra hết. Và bác ấy đáp lại: "Beth, bình tĩnh lại nào. Hôm nay là ngày vui của Cathy và Kurt. Hai bác chỉ muốn Cathy thật hạnh phúc. Nhưng nếu cháu nhắc đến chuyện cháu đến muộn rồi bỏ lỡ vài phần của hôn lễ thì nó sẽ buồn lắm. Quên chuyện đó đi, cháu chỉ cần vui vẻ và tận hưởng tối nay là được. Tất cả mọi người đều đến đây để được vui mà." Mẹ của Cathy nói đúng quá. Hôm nay là ngày vui của Cathy và Kurt, đâu phải ngày dành cho chứng lo âu của tôi. Điều tốt đẹp nhất mà tôi có thể làm là thả lỏng, cho dù đó là một nhiệm vụ khó khăn vô ngần. Tôi sẽ làm vị khách đám cưới tuyệt vời, ông mặt trời. Vào bữa tối, tôi bước ra khỏi vùng an toàn của mình và quyết tâm nói chuyện với từng người trong bàn. Tôi hỏi chuyện và đáp lại những câu hỏi của mọi người. Vậy là màn hỏi nhanh chóng đáp gọn bắt đầu và tôi tiếp tục phớt lờ thành công nút nhạc trầm của việc đến muộn. Tôi cố gắng giữ nụ cười trên mặt. Thế rồi sau một hồi, tôi không còn cảm thấy mình đang giả vờ nữa. Tôi đã thật lòng vui vẻ. Dạ dày tôi không còn quặn lên mỗi 5 giây. Ai cũng dễ nói chuyện. Mọi người đều cười khi nghe những chuyện đùa chẳng lấy gì làm thú vị của tôi. Tôi đang làm rất tốt, mà cũng không ai hỏi xem tôi có xem màn làm lễ hay không. Nhưng để trở thành một vị khách điểm 10, tôi sẽ phải khiêu vũ. Tôi đã đến nhà Cathy trước lễ cưới và mọi người ai cũng chê tôi vì tôi không chịu nhảy. Việc đó làm tôi xấu hổ lắm. Một vị khách tốt nhất định sẽ tham gia vào các tiết mục chính, mà khiêu vũ thì chắc chắn là nằm trong số đó. Bởi vậy tôi đã lết mình ra sàn nhảy và cố nhảy vài điệu ngớ ngẩn. Rồi các bài hát cứ ngày càng hay hơn, còn tôi thì thấy mình tiếp tục nhảy nhót mà chẳng lo nghĩ gì. Thật ra tôi còn thấy mình thích thú thật sự ấy. Tôi nhảy cùng tất cả mọi người xung quanh, vừa nói chuyện, vừa hét lên theo các bài hát. Có lúc trên sàn nhảy chỉ cần mình tôi thực hiện những động tác kỳ quặc theo bài Take On Me của A-ha. Khi thấy tôi nhảy vui vẻ, mẹ Cathy đã mỉm cười với tôi. Sự kiện bất ngờ nhất của tối hôm đó là khi Cathy tung hoa cưới. Theo truyền thống, những cô nàng độc thân sẽ đứng thành hàng và người ta tin rằng ai bắt được hoa sẽ là người tiếp theo kết hôn. Tôi đã giữ rất nhiều lễ cưới, nhưng chẳng bao giờ thực sự để tâm đến phần này. Chúng tôi bị lôi hết ra sân. Tôi cũng đứng vào hàng cùng các cô gái khác. Bó hoa được tung lên không trung, và tôi bắt được nó. Mọi chuyện diễn ra nhanh như chớp. Đột nhiên mọi người đều rời khỏi nơi tôi đứng, chỉ còn một mình tôi cầm bó hoa đứng trên sân. Đèn chiếu nhấp nháy trong khi đám đông hò reo. Tôi cảm thấy hết sức hãnh diện. Cathy thì ôm lấy tôi thật chặt. Thơ ảnh chụp hình chúng tôi, rồi tôi nhìn xuống bó hoa. Chắc phong tục này chẳng thành hiện thực đâu nhỉ. Bài hát cất lên tiếp theo nhẹ nhàng hơn. Tôi đứng tựa vào khung cửa với bó hoa vẫn cầm trên tay. Một phù rể đến mời tôi nhảy. Anh ấy rất cao, còn tôi thì không. Vì thế tôi chỉ có thể nắm được ngón bàn tay cái to lớn của anh. Tôi muốn quay ngược thời gian và nói với tôi của quá khứ rằng rồi sẽ đến lúc buổi tối không còn là để khóc lóc dưới chăn và cảm thấy thế giới đang nuốt chửng lấy mình nữa, mà đôi khi tôi sẽ khiêu vũ cùng với các cậu trai trong đám cưới. Khi bữa tiệc lắng xuống, đến giờ mọi người phải ra về, tôi lên xe điện đi qua sở thú lúc này đã tối đen như mực. Âm thanh của động vật đằng xa giúp những vị khách đang gà gật tỉnh táo hẳn. Tôi nhìn xuống bó hoa một lần nữa. Có lẽ những bông hoa này báo hiệu rằng tôi sẽ gắn bó với ai đó trong tương lai. Mà cũng có thể nó báo hiệu rằng tôi sẽ tập trung cải thiện chứng lo âu
và rằng đêm nay tôi đã đạt được bước tiến lớn. Dù thế nào thì những bông hoa này vẫn tỏa ra mùi hương tươi mới ngọt ngào, hứa hẹn một tương lai tươi đẹp hơn đang chờ tôi phía trước.